mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về, mang hoa mang quà tặng tới công ty. Có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình còn mắc he ruộng bự á, thì mình đi tập gym. Nếu anh hô á đã có nha sĩ. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Tài sách nách màng ha. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Ưu tiên bạn nữ. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em kính chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên ấy ạ. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang. Năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Lâm Đồng xuống đây dạy ngoại ngữ. Bạn trai, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần Thể Thao Thu. Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Nhất, sinh sống ở tại Sài Gòn. Quê quán em ở Tiền Giang. Gì rung quá vậy bạn? Mong anh Linh giúp đỡ em, với anh Đồng Hương. Ủa vậy hả? Dạ, anh ở Long Hưng, em ở Vĩnh Kim. Trời ơi, sát bên. Bình tĩnh lên em. Dạ. Thôi giờ mình vô luôn vấn đề đi. Thế nào mới hợp giờ nói luôn để coi bên đây có hợp không? Thứ nhất là phải trung tình. Dạ, rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ, cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Không thì anh dạ. Kìa công ăn việc làm của anh thì giờ ổn định rồi đó. Dạ. Còn ủa có chăm sóc bạn gái không anh? Dạ có chị. Chăm sóc sao đâu nói nghe. Chăm sóc thử ra chăm sóc coi. Cái cuối tuần thì thứ ăn thứ bảy chủ nhật thì rất thích làm, sau một tuần mình làm việc mệt chứ đó thì mình dành thời gian mình hay là đi chơi, đi xem phim hoặc là đi ăn, đi uống nước thì chẳng hạn. Rồi nhưng mà khi mình hẹn chẳng hạn như mình thích thì mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về vậy đó. Đưa đón về. Dạ. Rồi có mua quà gì không? Dạ em cũng có thường tặng. Nhưng mà được. Cái dịp như thế nào đó hoặc những cái trường hợp thế nào đó thì mình sẽ tặng quà. Có lãng mạn với bạn gái không? Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Tả sao ra lãng nhắc đi. Thử coi. Ví dụ nếu như ngày sinh nhật của bạn gái thì em thích như cái em sẽ là mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Sau đó thì hết giờ làm thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi. Rồi mình sẽ đi ăn uống chẳng hạn. Rồi hai người sẽ giống như là tìm không gian riêng chẳng hạn như ngồi quán cà phê để ngồi nói chuyện. Chưa lãng mạn. Cái đó mới tầm tạm đó, lãng ai cũng làm là được hết trơn. Hẹn bạn tới trước cửa nhà, mình cho người phun mưa ướt áo với quần hết trơn, xong rồi tặng qua quỳ gối dưới mưa tặng ha. Xong mà nó ủa sao tự nhiên mưa nó anh làm mưa đó em. Bạn nữ có yêu cầu gì nữa không? Em thích một anh cao to hơn em, tại vì tướng em cũng đô rồi, có đôi mắt 2 mí. 2 mí rưỡi luôn. Dạ rồi. Vậy tốt. Đô là đô sao? Cao nhiêu? Dạ cao cỡ 1m7 đó chị. Có luôn. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he. Đúng rồi. Dạ. Nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ. Còn nếu anh hô á thì anh có đã có nha sĩ. Đúng luôn. Sao dạ. Dễ chịu vậy? Tại vì em quan tâm nhất đó chính là tính cách thôi chị. Hay. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Em dễ thương vậy. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ủa dạy cấp độ nào em? Người lớn dạ. Con nít. Dạ em dạy cấp 1, 2, 3 chị. Rồi. Dạ lý do ế thì có 2 yếu tố. Thứ nhất là môi trường. Ở môi trường của em thì toàn là giáo viên nữ thôi. Còn yếu tố thứ hai thì em nghĩ về mặt thời gian. Tại vì thời gian của em á là khác với mọi người. Mọi người thì đi làm thì em đi chơi, mọi người đi chơi thì em đi làm. Sao là em dạy buổi tối hả? Dạ nguyên từ thứ hai đến thứ bảy là em dạy buổi tối hết chị. Rồi nguyên ngày thứ bảy chủ nhật cũng làm. Cả đêm từ suốt tuần. Còn thứ bảy chủ nhật là dạy luôn cả ngày lẫn đêm. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để biết đường anh sắp xếp anh đi học cái gì hết á. Tiếng Anh giỏi không? Dạ em tiếng Anh anh dở. Rủ anh Linh đi học chung, anh cũng cần người bạn học chung tiếng Anh với ảnh cho vui. Anh no speak English. Ủa mà sao ngồi tướng gì khép nét vậy? Anh Linh, nãy giờ kiểm tra giới tính chưa vậy? Anh với ảnh ngồi giống như nhau nè. Đàn ông mình ngồi mình phải thoải mái ra. Dạ. Gì mà khép khép vô vậy? Ta rung quá ta ngồi vậy đó. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa có nhưng mà sao ngồi sao cứ túm túm hai cái tay lại hoài vậy? Mình có tật xấu gì không? Gặp trúng người, trúng đối tượng thì em sẽ có thể nói nhiều, còn không thì bình thường, em ít nói. Hiện giờ là đang bình thường hay là đang nói chung nhiều? Là đang cũng bình thường. Bình thường mà là vậy đó hả? Em nói chuyện với chị nãy giờ chị hỏi một câu em trả lời có một câu, em đâu có nói nhiều đâu. Trời ơi là trời. Mà định chừng nào kết hôn? Chung nếu mà quen mình hai bên mà thấy hợp tính với nhau thì trong vòng khoảng 1-2 năm là ok. Thí dụ như tao hỏi là định chừng nào kết hôn, mình ít nói mình chỉ trả lời dạ 1 năm, dạ 2 năm, còn làm nguyên tràng luôn vậy đó. Nhưng mà em sao nó 1 năm rưỡi bạn đó. Em lố qua năm thứ hai các bạn nói em không được uy tín. Công nhận ít nói ghê, bạn trai ít nói dễ sợ luôn em. Yeah. Mai phải làm khó lắm không? Để em qua làm khó là đàn gái nè. Không nhưng mà anh định dễ xíu. Dễ xíu ha. Dạ. Nhưng mà trước khi qua anh hỏi em là em dạ. Muốn người phụ nữ em yêu phải như thế nào?
Em thích là giống như là cũng bé bé xinh xinh dễ thương xíu, bé là một tiếp người phụ nữ của gia đình, nhưng mà với công việc với nhiều gia đình là ok. Thì nói chung là bạn nữ chung thủy thì hai bên chung thủy thì sẽ thương nhau. Bạn thủy nếu chung nữ cũng được ha. Rồi để anh quanh coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em dễ thương. Anh bên đây rất là mộc mạc chất phác. Đẹp trai. Bé này cũng xinh xinh. Khi mà lấy nhau về rồi tiền bạc kinh tế như thế nào, ai làm gì không? Dạ em thích người mẫu người không có gia trưởng anh. Tại vì cái thời đại bây giờ hiện nay á thì nó cũng phát triển rồi, cho nên là người đàn ông em nghĩ cũng nên chia sẻ việc nhà với lại người phụ nữ. Có không thích tật xấu gì người đàn ông? Nói nhiều quá đấy. Dạ nói nhiều nhưng mà cũng tùy người thôi. Ví dụ nói chuyện với em thì phải nói nhiều, nhưng mà nói chuyện với cô khác thì phải nói ít. Dạ. Được, quan điểm rõ ràng. Dạ ha. Bữa nay mình đi có người nhà mình đi theo không? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em. Rồi đâu cho gặp bạn đồng nghiệp của em coi. Ồ chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Bạn nữ này rất là xinh, nghĩ là hai người chắc sẽ hợp nhau ạ. Bên kia thấy ẻo lả quá rồi, nhắm ẩm cô này nổi không? Dân làm điện tử nhưng mà làm bên thể thao á, nên chắc cũng đủ sức khỏe rồi chị. Chút xíu nữa kêu thử ha. Rồi thằng gái mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rồi em với Trang á thì đã là bạn thân với nhau từ hồi mầm non rồi, cho nên là tính cách mầm của non Trang luôn dạ, hả? Đúng rồi. Cho nên là tính cách của Trang thì em biết rất là rõ. Trang á là một người rất là chín chắn, là chu đáo và luôn luôn là biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn anh thì thực sự để mà đánh giá một con người thì rất là khó. Em cảm nhận thấy là anh rất là hiền. Nhìn anh rất là có một cái gì đó cũng là yên tâm và có thể là che chở được cho người bạn gái. Rồi cảm ơn bạn. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt nha. Kéo màn. Rồi. Nào. Banh banh hai cái tay ra. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy giật mình hay nổi da gà hay sao? Dạ bình thường ạ. Dạ. Thấy tự nhiên đi tới xong tặng cái. Dạ anh nãy giờ mình nói chuyện qua trước khi mình kéo màn á, với lại bây giờ gặp mặt thì anh cảm nhận em như thế nào ạ? Cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì nói chung là mình đáp ứng được. Anh em làm gì vịn ghế chặt đâu mà chạy xe luôn. Vịn ghế cũng chắc à. Làm tính lên mạnh mẽ lên xíu. Thì bạn cứ thắc mắc gì bạn cứ hỏi. Anh em hỏi đi em. Hỏi cảm nhận thấy em sao lần đầu tiên như thế nào? Hỏi đi ừ. Bạn nhìn không có bạn nào ở đây hết trơn á. Dạ anh em không? Tại vì cái từ này nói cho em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói. 2, 3. Rồi ông này phải coi là giới tính ổng quá à. Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh là một người nói chung là rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ. Em nghĩ thì hiền là có phải là hợp với em rồi đó. Nãy tôi có nói với bạn ở dưới là mình thấy anh ngồi không? Em có nghi ngờ gì về sức khỏe của anh không? Giới tính của anh không? Dạ, chắc có lẽ anh run thôi chị. Run thôi. Anh đứng lên. Nhìn dưới quê ta lên mà. Khỏe không? Bây giờ. Bình thường vậy, em nhìn thể thao mà. Là đứng lên cho cổ coi. Ẩm thử ha. Còn không là hít đất á. Dạ thôi hít đất đi chị. Để kiểm tra sức khỏe của anh. Hít đất đi em. Thiệt hả chị? Trời, chị có hồi nào nói giỡn không trời? Hít đi. Anh không cứu em gì trời. Không, mình phải cố gắng mình tập thể dục thôi. Anh đồng hương mà anh phải cứu em chiêu chứ. Này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Đúng. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu chổng có đích lên trời. Thôi được rồi. Trời ơi, thôi không được rồi, thôi. Hít đất thôi. như ngọn núi trời. Không có, em là sửa máy thì em khỏe như cái tay với cái chân. À dạ, thôi tội nghiệp đó, trời mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Có anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó. Nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt không lại một là... câu cuối cùng nè. Bắt đầu. Thì em nói là bạn nữ thì là dễ thương. Những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau. Quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban này thôi. Rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chất vậy? Qua trao đổi vừa rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã là một gì đó. Anh sẵn sàng thao thức vì em, ví dụ vậy đó. Rồi bắt đầu. Cái okay, này không đúng đâu anh ơi. Thao thức thì sáng thì lấy ra ai đi làm. Em nói trước đi.
Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc. Tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau hết được. Thì em hy vọng là ra ngoài thì mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì dạ? Nếu mình đến đây cũng là một cái duyên thì nếu có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau ngoài nhiều hơn. Ở ngoài thì em hy vọng là anh cái cách nói chuyện giống anh Quyền Linh vậy đó, là không biết bên ngoài anh có nói chuyện được vậy không ạ? Nói chung là người miền Tây nói chuyện rất là chất phác, bình dân. Anh với anh Quyền Linh gì đó thì bản chất là cũng cùng quê, ở cái bên nhau nó cách nói chuyện nó cũng tự giống nhau thì thôi. Quyền Linh vậy đó hả anh Quyền Linh? Em còn nhỏ dại thông cảm, nhát thôi. Mà em tin đi, những người này tốt lắm. Đây thì bây giờ anh xuống gì đâu có làm. Nếu ta làm là không đúng. Dạ. Có lập trường. Đúng rồi, chết chết hết. Dạ. Thích đó thì tốn hơi xấu. Cho hiểu nhau ha. Mình động lại điều gì các bạn? Những điều đó có giúp chúng ta bấm nút hay không? Cảm thấy không đồng điệu thì không cần bấm nút. Để cho người khác bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao không bấm cưng? Dạ tại vì em cảm thấy như là cái tim nó chưa có đập nhiều. Em thì cảm giác tình yêu nó khác khác. Em cảm nhận như thế nào? Dạ em nghĩ là khi mình lên đây á là mình đã tự tạo cho mình một cơ hội. Đúng. Em lên chương trình nhiều người sẽ nhìn thấy em. Đúng rồi. Họ có thể thấy được em là hợp gu với họ chẳng hạn. Và họ lại nhấn like cho em. Đúng rồi. Bạn tôi rất là dễ thương, rất chịu thương chịu khó, từ Huế lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, và nó có khát vọng là hùng để hùng vốn một số công ty để phát triển, và hy vọng sắp tới năm sau nó có thể mua nhà được. Đó là người có ý chí và anh rất là chân tình. Vậy anh nghĩ có nên bấm nút không? Theo tôi thì nên bấm cho cơ hội. Cảm ơn anh Linh. Mời ông trai giới thiệu về mình. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh. Chào anh. Chào chị Nam Thư. Chào bạn cùng tham gia chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Đăng Phi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Huế, hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là làm bên xây dựng dân dụng, tức là xây dựng nhà cửa anh. Xây dựng nhà cửa. Dạ. À, anh Phi bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 46 tuổi. 46 tuổi. Dạ. Anh làm ở quận mấy anh Phi? Dạ em làm ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Phi 46 tuổi làm xây dựng nhà cửa dân dụng luôn ở quận Tân Bình, quê ở thành phố Huế. Mời bạn gái. Em xin chào Nam Thư, em chào anh Quyền Linh và chào anh bên cạnh, và xin chào tất cả các quý vị khán giả tại đây. Em tên là Thủy, năm nay em 35 tuổi. Em đến từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nhưng hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em là kế toán của công ty kinh doanh về điện ảnh và tư vấn dịch vụ visa ở Vững Nhất ạ. Bây giờ anh hãy cho bên kia biết được cái ưu khuyết điểm của mình. Dạ, ưu khuyết điểm của em tức là sống rất là tình cảm, hòa thuận, biết quan tâm tất cả mọi người. Quan tâm mọi người. Còn khuyết điểm thì buổi sáng ngủ dậy không có giờ đúng giờ. Mình đi làm ngủ dậy không đúng giờ, trễ giờ thì sao? Không, nhưng mà ngủ thì không đúng giờ, nhưng mà lúc mà dậy thì rất là nhanh. Tức là mình phải làm nhanh để mình đi làm cho kịp giờ. Tại bên là gái, ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, người luôn biết lắng nghe và chia sẻ. Nữ công gia chính thì em cũng tạm ổn, có thể là chăm sóc được gia đình nhỏ của mình. Về nhược điểm của em thì em hơi kỹ tính, nhiều khi cũng hơi vướng bỉnh, cho nên hy vọng là gặp một người có thể làm em thay đổi để bỏ mất những cái tật xấu đấy. Nhiều khi cũng hơi ngang, cho nên là cần một người đàn ông phải biết chiều em một tí. Dạ hơi ngang. Anh Phi ơi. Dạ. Anh có thể nói về một chút về tình trường của mình được không anh Phi? Dạ tình trường của em thì mũi tình chính thức á, là có 3 mũi tình. Mũi tình gần nhất á, là chia tay được khoảng 2 năm rưỡi á. Sau 3 mối tình thì mình rút ra kinh nghiệm gì đó để mình có thể bước tiếp mối tình mới cho nó trọn vẹn hơn. Dạ. Con người em thì được đấy là tôi còn sống một cầu toàn. Cầu toàn tức là kỹ tính không? Dạ cái thì gì? Tất cả mọi cái thì cũng khó khăn chút xíu đúng không? Dạ khó khăn xíu. Rồi. Giờ thì giảm rồi, giờ thì có gì? Giờ cho nó dễ dễ chút xíu nha. Dạ, dạ. Đừng có khó khăn nhiều quá. Dạ. Mời bên đàn gái. Em thì đã trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình gần đây nhất thì em cũng chia tay cũng được 3 năm rồi. Do em yêu hơi xa đó cho nên là tìm hiểu nó cũng không có được kỹ lắm. Và cũng có nhiều cái vấn đề là do gia đình phản đối cho nên là hai đứa em chia tay. Xa là ở đâu rằng? Dạ ở bên nước ngoài ạ. Anh Phí ơi. Dạ. Rồi tư trượt tờ dư mình có yếu xá lần mố chưa? Dạ cũng có chị ơi. Cũng có. Yếu xá hả? Dạ. Xá cỡ mố ha. Dạ thì trước đây em cũng có đi làm được nước ngoài về chị nè. À, nước ngoài là nước mố hả anh? Dạ, làm ở châu Âu, ở Hungary chị ơi. Ờ, rửa mà nếu mà qua nước ngoài rồi thì anh ở nước ngoài bao nhiêu năm? Hơn 10 năm chị ơi. Hơn 10 năm, dạ. Ở Hungary. Dạ. Rửa rắn
rắn lập gia đình bánh nợ luôn. Còn anh kia em chủ yếu là làm kinh tế thôi. Rồi qua bánh nợ mình có người yêu bánh nợ không anh? Dạ cũng có. Rửa là anh về Việt Nam lâu chưa anh ha? Dạ cũng khá lâu chị nè. Từ rửa anh về Việt Nam là anh ở, anh sống anh làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn hay là anh sống ở Huế? Em làm ở Huế nhưng em mới vào thành phố Hồ Chí Minh thời gian ngắn thôi. Mấy tháng anh? Hơn 3 tháng chị. Trước đây em cũng làm và ở Mũi Né, nhưng mà sau đó thì em chuyển vào Hồ Chí Minh này cũng được 1 năm thôi anh ạ. Anh muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Là trước đây em cầu to anh em chưa, anh chỉ đơn giản thôi. Bạn gái á là còn một chút tinh tế và việc chăm lo như việc gia đình là được đó. Mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì tức là nhỏ nhỏ xinh xinh đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dạ. Bên đó đáp ứng được không? Nhỏ nhỏ xinh xinh tinh tế chăm em, sóc em không gia đình. Nhỏ anh ơi. Không nhỏ hả? Không biết. Dạ. Em bự lắm. Bự hả? Bự miễn sao xinh xinh được rồi. Rồi chị mong ước một người đàn ông cho mình là như thế nào? Thực sự thì cũng không hình tượng gì cả. Tức là về ngoại hình thì dễ nhìn, gương mặt là phải thân thiện, cao 1m7 trở lên, không quá gầy, không quá mập. Còn về tính cách thì là làm người đàn ông trưởng thành, chín chắn và có chính kiến của bản thân và trung thủy. Anh ơi, rắn mà anh thích nhỏ nhỏ anh. Dạ, nhỏ nhỏ là có chuyện gì dễ bể chị ơi. Dễ bể hả? Ê chà. Không, bên đây bế cũng được. Không có nhỏ nhỏ nhưng mà rất là cũng xinh xinh. Điều gì mà em ghét nhất ở người đàn ông? À, vũ phu. Vũ phu ăn à? Nhậu bê bết à? Vũ phu ăn nhậu bê bết. Dạ không, em đi vào nhậu thì em chỉ có 3 chai thôi. 3 chai à? Dạ. 3 chai chắc em phải trở về rồi, em 5 chai mới xỉn. Để em qua em coi mặt đàn trai làm sao hen. Chào chị. Dạ em chào anh. Dạ anh mong muốn một người phụ nữ là như rắn thì mày đồng ý anh tính cách á? Dạ tính cách thì tức là như là nói chuyện á. Dạ thì đúng nói đúng chỗ là dạ. Nhiều chuyện á, tức là nhiều chuyện không thích nhiều chuyện đúng dạ. Không anh? Dạ anh năm nay là 46 46 rồi nhưng mà rắn chưa có vợ, tại chứ mà vẫn chưa có vợ, có mối kẹn quả không? Chắc là rửa. Dạ. Chắc rửa câu toan kẹn quả dạ, chứ nữa. Muộn ngoài hình bạn gái không? Cụ thể có không? À, cao thì còn tính 1m5. Tính 1m5. Dạ, tính 1m5. Dạ. Rồi còn chi nữa không anh? Giá trần trần xíu. Rồi hiện tại anh ở đây là anh làm công việc cụ thể là chi? Cụ thể của công việc của em á là xây dựng. Dạ. Tức là xây dựng nhà cửa. Dạ. Giám sát xây dựng, giám sát công trình. Dạ. Và cũng có đầu tư kinh doanh thêm. Tức kinh là doanh chi anh hả? Thả mình tìm hiểu những có những công ty họ họ huy động vốn hay có chứ đòi mình thì đồng tiền vào để mình kiếm thêm thu nhập. À dạ. Đầu tư vào á. Dạ vào. Dạ em hiểu, em hiểu. Rồi anh có cái kế hoạch cụ thể về tương lai lần kinh tế chứ cho nếu mà một cuộc hôn nhân sắp tới. Nếu như được á sẽ mua nhà Sài Gòn đấy. Chứ là anh vẫn đang thuê đúng không? Dạ hiện tại thì đang ở nhà người bạn. À đang ở nhà người bạn. Quá trình tìm hiểu bao nhiêu lâu để tiện tới hôn nhân, tiện tới đám cưới dạ, luôn. Dạ thời gian thì không quan trọng, quan trọng là hai người hợp nhau là cưới luôn. 6 tháng được coi như là. Anh đừng nghĩ em phá tiện nghe. Tại em gốc Huế, cảm ơn anh. Chị, hôm nay chị đi với ai? À, em đi với đồng nghiệp và anh chị. À, đồng nghiệp và anh chị, dạ. Xin chào đàn gái nhà mình. Đàn gái nhà mình thấy bên đàn trai mình sao? Mình thấy anh này thì cũng được. Em gái mình thì cần một người đàn ông mới là biết lắng nghe và biết chia sẻ. Công việc ổn định và nói chung là phải cũng hơi chiều em một chút xíu. Tại vì em rất là chân tình và chăm sóc gia đình nhỏ mình, nấu ăn cũng ngon. Dạ, cảm ơn gái. Cảm ơn nhà gái. Đàn trai đi với ai? Dạ em xin lỗi, tức là bên nhà gái và quý vị khán giả, em có một người bạn nhưng mà người bạn hôm nay là rất là bận việc. Dạ. Không đến được. Dạ. Còn người thân thì xa quá, mong chương trình vậy rồi nhà gái không sao à, không rắn hết. Nếu mà anh không có người thân thì đây có anh Linh. Dạ. Anh Linh đại diện người thân của anh chứ, để em hỏi anh Linh thân ngồi đây. Ừ, anh nhân xẹt rắn về bàn anh. Bạn tôi rất là dễ thương, rất chịu thương chịu khó, từ Huế lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và nó có khát vọng là hùng để hùng vốn một số công ty để phát triển và hy vọng sắp tới năm sau anh có thể mua nhà được. Đó là người có ý chí và anh rất là chân tình. Vậy anh nghĩ có nên bấm nút không? Theo tôi thì nên bấm cho cơ hội. Cảm ơn anh Linh. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Xin mời anh Phi. Dạ. Bắt đầu đi. Em chào anh. Dạ. Anh chào em. Anh đến đây không có gì anh... Em cảm ơn ạ. Tặng em hoa cho em. Mừng quá. Dạ. Anh rồi, ơi, ngồi đi. Có thể nói cụ thể với món quà anh tặng được không? Đấy là một món quà, tức là tạo dài. Mình mở ra được không anh? Dạ được, được. Dạ dạ, được, mở đi, mở đi. Để em phụ cho. Chị đây anh. Dạ áo dài. Áo dài. Cảm nhận về lần đầu tiên hai người gặp mặt đi. Công việc của em là làm kế toán hả? Dạ, em làm kế toán ạ. À, có bận rộn lắm không? Dạ, cũng không bận lắm, chỉ yếu là vào cuối quý hoặc cuối năm thôi ạ.
Em đã đi đến Huế lần nào chưa? Dạ chưa ạ. À, nhưng mà cuối năm em có đặt tour rồi đấy. Dạ. Cuối năm Huế, em có đi Huế. Huế thì cuộc sống nó bình yên lắm. Anh thấy cô gái ngồi trước mặt anh như thế nào? Cũng vui vẻ, dễ thương. Mình hẹn hò như thế nào? Anh thì buổi tối anh rảnh, hầu như tối nào cũng rảnh hết. Thì cuối tuần thì sao anh? Cuối tuần anh không thể nghỉ được. Thường thì em thích đi xem phim. À, đó, nói với cô gái kìa. Cảm nhạc. Em sở thích của em tức là buổi tối thì... Sở thích của em thì em chỉ thích đi dạo cà phê hoặc là đi nghe nhạc thôi. Mình cũng lớn tuổi rồi đó. Dạ. Mình quan điểm với con cái thế nào? Và khi nào thì kết hôn với nhau mình phải tính trước đi nha. Dạ. Chứ một người 35, người 46 rồi đó. Sinh thì còn một gia đình thì hai cháu thôi. Dạ. Một hay hai cũng được. Anh có thể cho em biết là sau đến hôm nay mà anh với vẫn chưa kết hôn không? Tại em cũng thắc mắc. À thì anh, như lúc nãy anh chia sẻ đó, anh đi làm xa. Lúc đó làm thì cứ nghĩ là làm phải kiếm tiền đó. Quan điểm của em thì như thế nào? Thì em thì cũng đã trưởng thành quá chín chắn rồi, tuổi cũng đã lớn. Cho nên em nghĩ là gặp một người để mình cùng chia sẻ, hiểu nhau và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, cái đó là mới là quan trọng. Anh thì như là anh em cũng đã chia sẻ rồi, tức là cần một người vợ là việc chăm lo gia đình, có công việc, tức là cùng chồng coi như là để vun đắp hạnh phúc. Người vợ thì cũng không hiền mà cũng không dữ. Anh nhìn em hiền hay dữ? Bây giờ kế hoạch thí dụ như cưới nhau thì anh sẽ đưa vợ mình về ở đâu? Nếu như mà được á thì anh sẽ chiêu theo ý coi như là vợ. Tức là anh sao anh nói vậy được? Anh là đàn ông thì anh phải có chứng kiến chứ. Em thích người ông phải có chứng kiến chứ không thể nào anh theo em được. Không, ý anh là chiêu ở đấy, tức là nếu như anh gặp một người ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh sẽ làm việc ở đây, ổn định thì anh sẽ mua nhà ở đây. Nếu tìm hiểu mà được thì anh sẽ đi xem nhà, mua nhà thôi. Em hỏi anh thêm một cái nữa, tức là em khá bướng bỉnh và hơi nhõng nhẽo như vậy, anh có chiều em được không? Bướng đến cái mức độ nào? Cấp độ 7. Sao đâu, có người giận nhõng nhẽo cũng được. Vui mà, không? Có người năn nỉ vui mà. Từ khi có con là hết giận rồi, nơi lo cho con không à. Bây giờ hai anh chị nói cảm nhận về nhau ngắn gọn, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành tới cái bước quan trọng là bấm nút. Bây giờ chị nói trước đi. Cảm nhận thì cũng được. Còn anh Phí? Anh thì anh thấy em cũng cáo ráo, dễ thương. Cũng như gần như cái màu của người là anh mong muốn. Hết thời gian. Chúng ta để tao nút bấm. Từ nãy tới giờ trò chuyện thì hai anh chị cũng đã có câu trả lời cho mình rồi. Sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian rồi đó. Cả hai không bấm luôn hả? Không có bấm không? Dạ, mời chị. Dạ, không, em không bấm. Cả hai không bấm. Lý do tại sao á? Hồi nãy là bằng nữ còn nhận mạnh là bướng bỉnh á. Em thì cũng ngại chuyện bướng bỉnh. Ngại bướng bỉnh, ngại không có chiều được đúng không? Dạ, dạ. Tại sao bạn gái không bấm? Thật sự thì em chưa có cảm xúc. Qua truyền hình thì có rất nhiều người sẽ hợp với những cái gì mà nãy giờ mình đưa ra. Họ sẽ dành cái tình cảm cho mình. Hãy liên lạc với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Ở đó sẽ có rất là nhiều người bạn. Biết đâu cho tìm được một nửa yêu thương của mình trong số những người bạn đó. Chị ơi, hãy cho mình một cơ hội đi chị. Lớn tuổi rồi chị ơi. Câu đó là quan trọng á. Em tên là gì? Dạ em tên là Diễm Ngọc, em 26 tuổi ạ. Hiện nay là Ngọc đang làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ạ. Mình làm được bao lâu ở đó rồi? Gần 4 năm rồi chị. Mình đã có mối tình nào chưa? Xưa thì có, còn bây giờ thì chưa. Xưa luôn. Bao lâu rồi thì không có? Dạ chắc khoảng hơn 1 năm mấy rồi chị. Vậy mà là xưa. Trời, tưởng đâu là 5-7 năm nay không có. Bạn có thể nói về mình chút xíu. Ưu điểm của em thì hay cười, vui vẻ, thân thiện. Với lại cũng có biết một chút nấu ăn. Nhược điểm thì em thấy nhiều hơn ưu điểm. Nhiều là cái gì đâu? Có nhiều nè, hay nóng tính đó chị. Cô kia giới thiệu rồi, còn theo bạn thì đáp lại như thế nào? Dạ, em thì hiện nay là nhân viên ngân hàng. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng 6 năm rồi. Về ưu điểm thì em thích nấu ăn với Quỳnh Linh. Tuần thứ 7 tuần nào em cũng coi chương trình của Quỳnh Linh nấu ăn, nó ngon á. Với lại em thích cái mẫu người bạn gái hơi hí hẩm tí nhưng mà chân thật, không ham vật chất. Dạ. Ủa sao không ham vật chất? Dạ tại trước đây em có quen hai ba người con gái thì cũng chia tay là do vật chất. Là sao anh? Em không hiểu. Vật chất giống như là những cô gái mà đua đòi á, mình không thích những cô gái đó. Nhưng mà thế nào mới thể hiện là nghiêng về vật chất?
nghiêng về vật chất này mua kia. Dạ đúng rồi, đúng rồi, anh Nguyên, hoặc là đi ăn những quán sang trọng như nhà hàng. Con nữ nào mà không thích vậy bạn? Thì trường hợp nếu mà mình vẫn đi ăn uống cái chỗ quán nào hay là mình mua sắm được cái gì mà tổng cái nguồn tài chính của mình thấy đủ thì mình có thể mua cho tặng bạn gái mình. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi cao quá thì mình không đáp ứng được. Dạ đúng rồi em. Cụ thể cô ấy đòi gì mà bạn chia tay? Giống như điện thoại mới ra hay gì á, là có từ đầu hỏi mua mới ra, hoặc là mua quần áo hay gì quá sang trọng hay gì đó. Khả năng bạn là trước giờ bạn lo cho bạn gái bạn là bạn lo được cái gì? Em có thể mua với tầm khoảng 10 triệu đó lại, nếu như điện thoại đi, hoặc quán ăn bình thường vài trăm ngàn hay đến 1-2 triệu thì ok. Chứ nếu mà vượt quá thì mình nhiều khi nó những cô gái đó đòi hỏi vật chất nhiều quá, không yêu mình thực sự. Và cái chuyện mà vật chất đó, bạn còn có yêu cầu gì với người bạn đời của mình nữa? Người con gái em thích là thứ nhất là không nhuộm tóc quá lè lè, có thể nhuộm như màu hạt nâu dẻ hay là màu nâu đen, chứ đừng có nhuộm màu đỏ mà giờ xanh em không thích. Với lại em không thích con gái có hình xăm. Hình xăm? Dạ, xăm người, xăm mình. Em không nói những người hình xăm mình là xấu, nhưng mà tại vì theo quan niệm của người ở đâu mình thấy hình xăm nó hơi sâu sâu, chứ em không nói những người đó là xấu. Em yêu cầu chiều cao gì không? Cao từ 1m85 đến 1m6 là được rồi. Em nói anh cao 1m7. 1m65 em. À, vậy thì bạn thích cái người bằng mẫu người bạn trai của mình là người như thế nào? Người đó phải cao hơn em, cao 1m7 á. Tại em lùn quá mà bạn nó lùn nữa thì đi nó không có hợp rơ lắm. Lùn với lùn mới xứng chứ. Ốm luôn. Lùn rồi đi giày cao rồi hôn nhau phải bắt ghế hả? Đâu, tại em hay đi giày cao gót chị. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích hút thuốc, không thích cái tính gia trưởng. Ồ, anh mình đó có vẻ hơi gia trưởng á. Có mà em có gia trưởng không? Có chứ. Em bình thường lên đây. Không có gia trưởng. Em không biết hút thuốc luôn. Không nhẹp chưa? Không, nhậu thì em nhậu chắc nói chắc yếu hơn con gái luôn, dưới 2 chai bia làm gì nữa. Bạn có cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình không? Chị biết diễn viên Chu Minh Cường không? Biết. Em thích một người như vậy á. Vậy là sao? Cao. Nói chung là nhìn mình nhìn có thể như là tin tưởng. Hồi nãy anh nói là anh không có thích nhuộm tóc nhưng rồi không có hình xăm. Mình có gì không? Không có gì hết trơn, em theo truyền thống. Đúng không? Chị nghĩ là hợp với ảnh rồi đó. Bây giờ sẵn sàng kết hôn không? Không với anh bên đó chịu. Bây giờ anh chịu đó, bây giờ anh chịu thì em có chịu không? Bí mật chị, anh. Hai em. Nãy em nói là cái hình tượng của em, bạn trai của em phải giống như Minh Cường đúng không? Minh Cường đẹp trai lắm. Em thích đẹp trai. Anh cao hả? Thích đẹp trai hả? Cao như vậy lắm. Cao tiêu chuẩn nó cao lắm đó nha. Mà nếu mày xấu hơn thì sao? Cô này mê trai đẹp nè. Trai đẹp ai không mê chị? Chị cũng mê vậy, chị có nói gì đâu. Khó à? Khó lắm, khó lắm. Mày khó càng ha. Cao là tới 1m7 rồi. Dạ không. Anh rất là đẹp trai, anh cao 1m khoảng 7 mấy, gần 8 á. Chào 8 đó. Em cao 1m mấy? Em không có 1m65 rồi chị ơi. 1m65 lùng hơn tiêu chuẩn của cái người bạn gái đó đưa ra. Lùng hơn cái tiêu chuẩn thôi. Chứ thôi bạn nó cũng không có cao. Nhưng mà bạn thích người bạn trai cao. Thích nhón nhón như đó, gu lạ một chút. Khum đầu xuống cái chị. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ được thì chừng nào kết hôn được? Nếu mà hai đứa thấy hợp thì tiến tới sớm cũng được, đâu sao đâu. Sớm là bao lâu? Tùy tùy có bạn nữ đó chấp nhận hay không. Mình là nam nhi đại trượng phu, tôi đang hỏi bạn. 6 tháng đến 1 năm hay gì đó. Ừ thì vậy đi. Khó không? Khó nào, khó quá. Thiếu 5 phân mà còn nhiều chuyện. Hỏi này mắc cỡ đỏ mặt luôn, làm gì công an. Thiệt tình dễ thương. Có điều đó thì đó, thiếu 5 phân cái nào tôi nói thiệt. Bây giờ nghĩ rằng á, là hai người nên gặp mặt đi. Đúng rồi, bây giờ mình để nói cảm nhận thế nào. Chúng ta có 2 phút thôi, 2 phút nhìn thẳng mắt nhau, nói thật nhau và cảm nhận xem có tiếng sét ái tình chưa. Hả bạn ha? Nếu mà người ta có đưa đơn cho xin vay cũng cho vay nha. Anh Linh ơi, bên đây bạn nữ mình là có đi với người thân. Trước khi cái màn lên mình phỏng vấn người thân của bạn nữ trước cái đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn. Chào em. Em là em hay là bạn? Dạ là em chị. Em. Dạ. Em biết tánh tình của chị gái mình không? Chị có kén quá không? Chị kén lắm chị ơi. Kén lắm hả? Dạ khó tính đó chị. Bây giờ cái anh bên kia em thấy làm sao, ổn không? Dạ những tiêu chuẩn mà chị đặt ra với anh á thì em nghĩ là khoảng được 60%, còn 40% còn lại thì tùy chị quyết định thôi. Bây giờ trước khi kéo màn lên thì em muốn nói nhắn nhủ gì với chị gái của mình không? Chị ơi, hãy cho mình một cơ hội đi chị. Lớn tuổi rồi chị ơi. Câu đó là quan trọng á. Chị không biết, em biết. Rồi, chuẩn bị 2 phút đi gặp nhau, kéo màn. Dạ. 2 phút bắt đầu. Chào em. Em chào anh ạ. Em biết nấu ăn không?
À, nấu ăn thì ăn được nhưng mà ăn không ngon. À vậy hả? Để bố anh chị cũng được. Thích nấu ăn lắm. Ủa nhìn em anh có thấy em xăm hình rồi gì không? Bề ngoài sao biết được? Phải bên trong mới biết được, sao bề ngoài sao biết được. Em hình như là 26 tuổi đúng không? Dạ. À, ví dụ em gặp người tốt yêu em thật lòng em mới tính chuyện hello. Chắc mình phải đến một mức độ nào đó mình phải tính rồi anh, chứ đâu thể em mà cứ đi hoài đâu. À, em nghĩ thế nào về trong tình yêu? À, hai người thông cảm với lại biết chia sẻ, biết quan tâm lẫn nhau, đó là điều em cần nhất. Đối với anh trong tình yêu anh ghét nhất là sự giả dối. Đúng có rồi. Gì phải chân thật với nhau. Nếu mình không hợp nhau hay khi sau thì chia tay cũng vẫn là bạn hạnh phúc nha. Có lời mua điện thoại mười mấy triệu không? Để coi được anh tự nguyện chứ không có ép. Rồi. Bây giờ thì các bạn cứ bình tĩnh và suy nghĩ nha. Các bạn là quyết định hết sức là quan trọng. Hợp ý thì mình bấm nút. Không hợp ý thì có thể mình không bấm. Bấm để tìm hiểu nhau chứ không phải bấm để rồi nói chuyện chơi vui. Ok, 3, 2, 1, tắt thời gian. Ủa hồn. Sao mà sao em lại bấm nút? Như anh Quyền Linh nói là hãy cho mình cơ hội nên em nghĩ là câu hỏi của anh Nguyên Linh cũng đúng. Nói chung là mình không giữ khư khư được cái quan điểm của mình, mà mình cần phải thay đổi rồi. Còn bạn Trang? Tại em thấy tính cách cô gái này cũng đáng yêu nên em sẽ cố gắng tìm hiểu, nếu mà cô ấy chịu đồng ý thì. Khi nãy anh cố tình nói câu như vậy để các bạn suy nghĩ sâu hơn chút xíu, và khi các bạn đã bấm nút thì anh tin rằng cái bấm nút đó nó xuất phát từ trái tim của các bạn. Chúc mừng các bạn nha. Em trải qua hai mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là lúc đi học cấp 3, và mối tình thứ hai là cách đây 3 năm ạ. Em thì làm bên dịch vụ, còn bạn thì làm giờ hành chính, cho nên là hai đứa không có nhiều thời gian dành cho nhau á chị. Cho nên là tụi em tôn trọng nhau dừng lại. Mời nhà trai. Rồi chào bạn. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Xin mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào anh Dương Linh, cũng như chị Nam Thư và tất cả các quý vị khán giả có mặt trường quay ngày hôm nay, và đặc biệt hơn là bạn gái xinh đẹp kế bên em. Thì em tên là Nguyễn Thanh Duy, hiện tại em 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Long An. Hiện tại em đang làm nhân viên của một công ty bảo hiểm nhân thọ ở tỉnh Tiền Giang. Duy ở Long An mà ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Tân An. Ngày nào cũng đi từ Tân An về Tiền Giang? Dạ đúng rồi, một ngày em đi làm coi như là một chuyến đi phượt của người ta vậy. Ừ, xa vậy đó hả? Dạ. Làm tại thành phố Mỹ Tho. Dạ làm tại thành phố Mỹ Tho. Ồ, mời bạn gái. Dạ em chào chị Nam Thu, chào chú Quyền Linh và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Huỳnh Tiên và hiện tại em 23 tuổi và công việc hiện tại của em là thu ngân. Ủa em tên ngắn gọn vậy luôn, Huỳnh Tiên? Dạ tên đầy đủ của em là Huỳnh Thanh Lộc Đào Tiên. Huỳnh Thanh Lộc Đào Tiên. Dạ đúng rồi, năm chữ ạ. Tại sao ba mẹ đặt mình tên dài vậy? À, dạ ba em nói là em sinh ra trong cái lúc mà phim Tây Du Ký ra chị, cho nên ba rất là thích cái mấy quả đầu tiên mà Tô Ngộ Không ăn á, xong rồi cái ba đặt em vậy luôn. Trời ơi, đặt cái tên Đào Tiên trong phim Tây Du Ký. Dạ không đúng sợ rồi mấy con khỉ nó hái hả? À, bây giờ Tiên nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, sống tình cảm, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là lười, rất là lười làm việc nhà. Em hay ngủ, và ngủ bất chấp luôn. Khi mà em ngủ rồi thì không có ai gọi điện cho em được hết. À, nhiều điểm xấu lắm, nhưng mà thôi để từ từ bạn Nam nó tìm hiểu sau. Chứ mà giờ nói hết ra chắc bạn không dám bấm nút luôn. À, Duy. Về điểm mạnh của em là em người biết nấu ăn, cũng như là biết quan tâm đến suy nghĩ người khác hoặc là giúp đỡ người khác. Về điểm yếu của em thì mình biết giặt đồ, rất là ít nói, rất là nhát gái luôn. Nhát gái lắm hả? Dạ đúng rồi, thấy gái rung lắm anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ hai mối tình thôi. Mối tình kéo dài bao lâu? Dạ mỗi mối tình kéo dài khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi. Tại sao chia tay hai mối tình? Trước kia thì em cũng làm bên mảng kinh doanh, cũng như là vừa kinh doanh vừa là kỹ thuật luôn. Gia đình bạn ấy thì lại không thích về những công việc mà tay chân nhiều quá, nên họ không có muốn tụi em tiếp tục được nữa. Chứ là vì gia đình mà cô ấy em chia tay? Dạ đúng rồi. Mời đàn gái cho tôi biết một chút xíu về tình trường. Em trải qua hai mối tình rồi ạ.
Mối tình đầu tiên là lúc đi học cấp 3 và mối tình thứ hai là cách đây 3 năm ạ. Lý do tại sao mình lại chia tay? Tại vì em thì làm bên dịch vụ, còn bạn thì làm giờ hành chính, cho nên là hai đứa không có nhiều thời gian dành cho nhau á chị. Cái bắt đầu sinh ra mâu thuẫn mà không thể nào mà giải quyết được, cho nên là tụi em tôn trọng nhau dừng lại. Em có hay ghen không Tiên? Dạ em cực kỳ ghen ạ. Cực kỳ luôn? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà ghen giống như là ghen có chọn lọc lắm chị. Giống như là em chỉ, em không có yêu cầu bạn trai của em là ừ đi đâu là phải báo cáo này kia kia nọ đâu. Nhưng mà em chỉ cần là anh ấy đi đâu hay là đi gặp ai, chỉ cần là có một cái ý thức trong đầu là ừ mình có người yêu rồi là được. Ghen như vậy thì cũng hợp lý. Em có bao giờ ghen mà vô lý chưa? Giống như là bạn thân, suốt ngày cứ nhắc tới bạn thân. Ở bạn thân anh là người như thế này mà, cô ấy bệnh hay này kia, cái xong rồi sốt vó chạy vô bệnh viện này kia là em cũng không có thích điều đó. Dạ. Mà em đã gặp trường hợp đó chưa? Dạ rồi ạ. À là người yêu em cũng có bạn thân là con gái? Dạ đúng rồi. Bạn trai bên kia ơi. Dạ em mình nghe có chị. Bạn thân là con gái không? Dạ có, mà bạn thân em con gái thì nhiều hơn con trai. Ê chà. Chết cha rồi. Mà ngộ cái lại nhắc gái. Anh nhớ rõ ràng nha anh. Dạ đúng có rõ ràng, mà đặc biệt hơn cái nữa là mình đi đâu mình đều báo cáo cho đứa hết. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào hả Duy? Em không có yêu cầu nhiều, cao 1m55 trở lên là được. Thì tóc đừng ngắn quá, cỡ khoảng ngang vai. Và bạn đó biết nhậu xíu. Tại vì có thể buồn thì hai đứa rủ nhau đi nhậu tay đôi cũng được. Trời ơi. Tìm Tiên... bạn gái biết nhậu ha. Dạ không, xong rồi. Cái điểm yếu của em một cái nữa là em không hề biết nhậu luôn. À, không sao đâu bạn. Bạn với mình mà có tiến tới với nhau á, mình sẽ dắt bạn về nhà mình và nhà mình sẽ đào tạo bạn ngay từ ban đầu. Trời ơi. Trời ơi. Cái mẫu hình lý tưởng của Duy có thể đề ra giống như người nào không? Em thích cá tính mạnh như chị Nam Thư, nhưng mà nhẹ nhẹ hơn xíu thì vẫn tốt. À, tốt hơn. Chị Nam Thư cá tính hơi mạnh đúng không? Dạ, đúng rồi. Em ơi chị là mạnh lắm chứ mà mạnh thường. Tiên, cái mẫu người lý tưởng của em mong muốn là gì? Mẫu bạn trai mà em mong muốn đó là một người sống tình cảm, trưởng thành. Em nghĩ là chị cần một cái rất là quan trọng nữa là yêu thương em thật lòng. Thì tại vì em nghĩ là khi mà yêu thương em rồi thì tất cả những cái điểm xấu bạn sẽ tự thay đổi. Dạ. Em có hình mẫu cụ thể nào không? Dạ giống như Hứa Vị Văn chẳng hạn đó chị. Hứa Vị Văn. Nhưng mà thân hình em không có bằng được anh ấy, liệu có bạn ấy có chấp nhận không chị? Mỗi người khác nhau, nhưng mà cao thì hình như bên đây cao hơn rồi nha. Em cao 1m73. Wow, chắc cũng cỡ Hứa Vị Văn á. Để qua coi anh Hứa Vĩ Duy. Hứa Vĩ Duy. Dễ thương lắm. Dạ thưa chị. Mặt rất là xoái ca, sơ mi trắng ha. Hot boy lắm chứ bộ. Rất là mỏng mỉm, mỏng mỉm đúng không chị? Không, mỏng mỉm đâu, chị thấy được mà. Rất là mỏng mỉm. Được, được. Về chịu đúng không? Ừ, về ngoại hình là chị chịu đó. Dạ. Bắt đầu vô phỏng vấn nè. Dạ. Điều gì em không thích ở phụ nữ? Ghen tuông quá bừa bãi. Mà em ngộ cái là em lại thích bạn nữ là càm ràm. Em thích phụ nữ càm ràm. Đúng rồi. Ồ. Em là chắc là một người đàn ông duy nhất trong một phần ngàn luôn. Nhiều khi về cũng khổ quá, cũng không thích càm ràm vậy. Hai đứa càm ràm càm qua càm lại vậy vô chị. Vậy em có tính càm ràm không? Đôi khi thôi. Đợi chị xíu. Tiên, em có càm ràm không? Dạ em không biết có không, nhưng mà bạn thân em thì suốt ngày nó cứ nói là tao ghét cái tính càm ràm của mày quá. Chắc là cũng ít vậy ít thôi chị. Chịu. Thích rồi. Càm ràm. Ở đó chị thấy đàn ông á, kiếm phụ nữ là đừng có càm ràm. Đây là trường hợp đầu tiên mà thích phụ nữ càm ràm đó nha. Em có thích bạn gái em sửa soạn, thích bạn gái em đẹp đồ vậy không? Sửa soạn nhưng mà đúng địa điểm và đúng cách. Chứ đừng làm lố lăng quá. Tức là không tóc xanh tóc đỏ đồ. Không, đồ tóc vàng, xanh tóc đỏ vẫn được, xăm trổ gì vẫn được, không sao hết. Bận cái đầu nào thoải mái thì mình đi tới như đó chơi vui là được. Chứ không phải là hở ra như đi chợ cũng diện lên vét sơ rê này nọ. Cái đó thì hờn quá. Đua cá là... mặc sơ rê không được ha. Em có chuẩn bị gì cho tương lai sắp tới nếu như cả hai tiến tới hôn nhân, kết hôn không? Dạ có, em có soạn thảo trong một cái món quà cũng như em thấy rồi. Soạn thảo gì cho chị coi được không? Dạ chị, nó có điều khoản dài lắm. Hợp đồng tình yêu. Ít chữ lắm nha mọi người. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Bảo hiểm tình yêu Duy Nguyễn. Giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng số 1, ngày hiệu lực ngay lập tức. Ngày kết thúc hợp đồng già rụng răng xuống lộ. Người bảo vệ Nguyễn Thanh Duy, gọi tắt là thằng bé. Người được bảo vệ .. gọi tắt là bạn. Dài quá đọc không nổi nữa. Ôi trời má. Không, hai tờ giống nhau chị. Mỗi người giữ một bản. Một từ bọn. Dạ, thôi em rồi. Giữ đi. Tí xíu nữa gặp mặt bạn em đưa bạn, nếu mà đồng ý ký vô. Dạ đúng rồi. Vì tình yêu em có thể chuyển công việc lên thành phố Hồ Chí Minh được không? Em nghĩ là chắc được. Em thấy là được đó. Chị thấy là được nha. Bé Đào Tiên. Dạ. Chị thấy là ổn đó. Cậu này năng động đó. Năng động, lanh lợi. Em thấy là nhanh và không ngại khó. Qua bên Đào Tiên coi sao. Trời. Đào Tiên, chào con. Tóc rồi đẹp quá hả? Cảm ơn ạ. Lung linh quá. Nhưng mà bạn bên đó bạn nói là không thích tóc xanh, tóc đỏ. Không, bạn thích mà. Vẫn được. Mà thoải mái luôn. Dạ. Có thể là
Tóc có thể nhuộm 7 màu cũng được luôn. Bây giờ con muốn lấy chồng chưa? Dạ chưa ạ. Khoảng mấy năm nữa? Dạ năm nay con 23 thì tầm 2-3 năm nữa đi chú. 2-3 năm nữa hả? Dạ. Con nghĩ là người ta thương con thì chắc là người ta sẽ đợi thôi mà. Không đợi đâu, nó cưới liền tay à. Cưới luôn chú. Dạ. Chịu. Được á. Chính kiến dữ ghê. Nói thôi con 2-3 năm nữa mà cưới đi, cưới luôn, cưới. Ông đây cũng là một tiếp người hiện đại đấy chứ. Dạ. Con ghét tính gì của đàn ông nhất? Nổ chú. Nổ hả? À, dạ, không tôn trọng bạn gái mà. Nãy giờ coi bên đây có nổ gì không? Nãy giờ con thấy là bạn cũng hay nói đấy. Nhưng mà không có nổ đâu. Nói thiệt lòng á nha. Dạ. Rồi, không thích tính gì nữa? À, con trai mày nói nhiều chú. Nãy giờ thấy bên đây nói nhiều không? Cũng hơi hơi chú, nhưng mà vui tính, con chấp nhận được. Người ta làm cái công việc, cái gọi là tính chất nó phải là như thế. Đúng dạ. Rồi. Mà không làm như thế thì cũng không có bán được hàng. Dạ, tại con làm dịch vụ cho nên con hiểu cho bạn. Đúng rồi. Dạ. Bên đây là cũng rất là đẹp trai, phong dạ. độ. Dạ. Rồi đi bán dịch vụ cái công việc đó thì cũng gặp rất nhiều đối tượng, thậm chí gặp rất nhiều cô gái đẹp. Mà cái tính con thì hay ghen. Con thấy là con cũng hơi lo lắng trong người vậy chú. Dễ có cạm bẫy lắm. Dạ. Nhiều khi đàn ông mà, thấy không? Dạ đúng rồi. Gặp hứa mua chừng cái hợp đồng dài tê cái là coi như tê tái luôn á, thí dụ trời vậy. Trời ơi, cái gì anh Linh? Trời ơi. Không, mình nói, mình đặt tình huống trước. Mình đặt tình huống trước coi bên đó làm sao. Anh làm em không? Thí dụ tình huống đó rồi làm sao? Dạ đúng rồi. Nếu như thế thì con xử lý thế nào? Con nghĩ là anh xây một cái nhà thì thấy đã cực rồi, chắc là không muốn xây nhiều cái nhà đâu chú. Hay, câu này hay nè. Đây cũng là một cô gái cũng rất thông minh đó. Chú thấy hai đứa hợp đó nha. Dạ. Bây giờ mình xin ý kiến người thân đi. Đàn gái đi với ai? Dạ con đi với dì với lại chị bạn thân của con. Chào dì. Chị thấy cũng được đó, nhưng mà ăn thua trái tim của con thôi. Chị thấy cậu con trai này sao? Thấy cũng đẹp trai, cũng thích hợp với Tiên. Thì dì cũng chúc cho cháu, dì với cháu có duyên thì đến với nhau. Cảm ơn dì. Duy đi với ai vậy? Dạ em đi với em họ em và đồng nghiệp cũng như là sếp của em. Ý kiến sếp sao? Xin chào hai anh chị. Lần đầu tiên thì mình cũng đến được cái buổi vui như thế này. Nhận định riêng của tôi thì tôi thấy là hai bạn rất có duyên. Bạn nữ duyên dáng, năng động, xinh. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh ạ. Sao người nhà sao con? Em chào hai cô chú. Em là em họ của anh Duy. Hôm qua cuộc nói chuyện của hai anh chị thì em thấy hai anh chị khá là hợp. Và những gì anh Duy nói là anh ấy nói thật. Bởi vì anh ấy luôn luôn nói thật. Anh ấy hình như em chưa bao giờ thấy anh ấy nói dối cả. Em chúc hai anh chị sẽ tiến xa hơn ạ. Nói tốt không ạ? Mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi cái gì tới nó tới. Mở rào. Rồi, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Thì anh cũng có món quà để tặng em những cây xương rồng. Còn em tặng cho anh là một cái hũ thủy tinh có đựng kẹo. Mỗi khi mà buồn á, anh bóc ra, anh lấy một cây, anh ăn, anh cảm thấy rất là ngọt ngào. Và khi đó biết đâu anh đỡ buồn hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nãy giờ anh nói chuyện thì anh thấy em như thế nào ạ? Em cũng hơi cá tính, năng động. Thì đâu đó thì ở đây thì anh nhìn sơ bộ bên ngoài thì chắc em cũng không phải hạng vừa đâu. Đúng rồi anh. Ví dụ mà thân với ai rồi em rất là nhây, rất là điên điên khùng khùng vậy đó. Anh cũng như vậy đó. Em thấy là anh bây giờ anh đang ở xa em quá. Ví dụ mà mỗi lần mà em buồn hay em gặp chuyện gì đó rồi em kiếm anh để em khóc hay này nọ thì em biết kiếm sao đây anh? Bây giờ hiện đại rồi thì giống như nửa đêm đi thì em có thể gọi video call hay gì đó. Mà nếu có sớm á, anh tranh thủ đi thì anh có thể phóng xe máy đi thẳng lên luôn, trực tiếp luôn vẫn được, không sao. Không biết nói thế nào thì dạng như là bệnh nghề nghiệp. Anh muốn thể hiện ra mọi con người anh trong cái hợp đồng tình yêu mà anh đã soạn. Dạ. Nếu mà em đồng ý thì trong đây em sẽ có 7 cái quyền lợi và 7 cái điều khoản dành cho em. Cái quyền lợi thứ nhất á, là bạn sẽ được một người luôn sẵn sàng ở phía sau và chia sẻ với bạn bất kỳ nơi đâu và thời gian. Cái thứ hai là lúc bạn cần là sẽ có người tranh thủ để bay đến bạn luôn. Cái thứ ba là sẽ có được những chuyến du hành đó đây bằng chiếc xe gắn máy. Thứ tư, bạn sẽ được người sẵn sàng chữa lộn với bạn bất kỳ lúc nào và kết quả luôn luôn là bạn sẽ thắng. Cái thứ năm, có được một người bạn nhậu tám chuyện cũng như là cái bao cát để bạn xả đạn bất kỳ lúc nào, lúc bạn buồn hay giận. Sáu là quan trọng nhất là tất cả chi phí ký kết và thực hiện cũng như là sự đồng hành của bạn cho đến khi nào cả hai cùng xuống lỗ thôi. Mọi thứ chi phí đó sẽ được quy đổi thành một cái điều kiện, đó chính là bạn phải luôn chung thủy và yêu thương bé, đó chính là mình. Và cái cuối cùng về quyền lợi là sẽ được thêm khi bạn chính thức về ngôi nhà chung và trở thành boss cũng như là bà trùm của mình. Còn về điều khoản á, là bạn không được giận cá chém thớt, cũng như là không được không
không được nước rồi làm tới. Cái thứ ba là bạn phải biết suy nghĩ, cảm thông và chia sẻ cho thằng bé. Cái thứ tư là bạn phải trung thực và cung cấp thông tin chính xác rõ ràng cho thằng bé. Như là lúc bạn đi công tác hay bạn cứ đi chơi thì bạn cứ cung cấp rõ ràng đi rồi mọi chuyện đều qua. Năm là một khi tham gia là không thể hung dữ với thằng bé. Nếu vi phạm bạn có nghĩa vụ phải dẫn dắt thằng bé đi nhậu. Sáu là bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ và làm theo ý kiến của thằng bé khi bạn đã làm sai một điều gì hoặc là lời nói xạo. Cuối cùng là nếu bạn vi phạm một trong những điều trên, có nghĩa bạn sẽ phải chăm lo và bên cạnh thằng bé cũng như chịu mọi trách nhiệm khi thằng bé yêu cầu. Còn về bản thân mình á, trong cái hợp đồng này á, nó có là về bốn cái điều khoản. Cái thứ nhất, bạn sẽ là người đúng và là người chiến thắng trong mọi việc hay cuộc chiến tranh giữa tay đôi giữa hai người. Thứ hai là tuân thủ và sẵn sàng thực hiện các điều khoản cũng như là quyền lợi cho bạn. Thứ ba là không có nghĩa vụ cho những chuyện tào lao. Cuối cùng đó là có quyền thay đổi cũng như là giảm quyền lợi, tăng điều khoản và xử phạt bất kỳ hình thức nào để có lợi nhất cho con bé trong khi bạn đã làm sai. Thấy sao cô bé? Dạ con, nãy giờ con thấy toát mồ hôi rồi chứ. Bây giờ em có muốn ký luôn không? Bấm nút mới ký chứ. À dạ đúng rồi. Mình nói chuyện tình yêu hẹn hò trước cái đã. Lúc nãy em có nghe anh nói là những cái điểm mà anh không thích về bạn gái á, thì em hội đủ những cái anh không thích, thì anh nghĩ như thế nào để mà anh thay đổi được em? Anh sẽ không thay đổi, nhưng mà anh sẽ thích nghi để hòa hợp hơn. Chứ tại vì tính cách hoặc là một con người nào đó thì không bao giờ có thể thay đổi họ được hết. Hồi nãy đàn gái có nói á, là đàn gái muốn khoảng 2 năm nữa mới kết hôn. Em rất thích đi du lịch hoặc đi phượt. Thì trong 2 năm đó thì tụi em có thể tạo những chuyến đi phượt để tìm hiểu nhau rõ hơn. Em thì thật sự là em không thích đi phượt cả. À, mình có thể đi bằng xe giường nằm hoặc mất tới những khác. Chết rồi, em say xe làm sao đây ta? Có thể đi máy bay được không anh? Được em, miễn là em chịu đi là đi thôi. Dạ. Nếu đến với nhau thì chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào và tiền bạc trong nhà ai giữ? Con cái ra sao? Đúng thích rồi. Con trai, thích con gái? Khi mà chúng ta đến với nhau á, trước hết thì mình xác định là mình sẽ ở đâu trước cái đã. Một là em có thể về anh, thì dưới từ Long An lên cho em thì cũng gần chừng 1 tiếng thôi. Dự định là anh sẽ mở một quán nước ở thành phố Tân An luôn để tạo thêm cái thu nhập cho cá nhân cũng như là gia đình sắp tới. Còn về tài chính á, thì chắc hẳn là anh sẽ giao cho em rồi. Anh là người giữ tiền không được. Con cái thì em nghĩ là 1 đến 2 đứa thôi. Thà ít nhưng mà mình lại dạy dỗ tốt hơn. Còn em thì em tính là sau này mà khi mà em kết hôn rồi á, thì em sẽ đi học lại make up với nail. Tại vì em rất là thích hai cái đó. Không biết là anh có ủng hộ em không ha? Có, anh còn muốn một bạn nữ cũng như là người vợ tương lai của mình năng động đi làm là được rồi. Dạ xong rồi đó chị. Mình dành cho nhau khoảng 1 phút nữa để có thể hát tặng nhau hay là bài thơ tặng nhau gì đó. Rồi mình cảm nhận về tất cả mọi thứ xong mình tiến hành bấm nút. Giờ em đọc được không anh? Được. Nhiều khi em thuyền mơ, ngồi một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không anh ơi, khi giấc mơ này xa xôi, thì em xin giữ ước mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Các bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu người ngồi bên kia đúng là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm nhận mình không hề cảm thấy rung động thì không sao cả, không cần bấm nút, để dành cơ hội đó lại cho những người khác. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Lý do tại sao cô gái không bấm? Dạ tại vì là chính bản thân em chứ em không nói là anh không hợp với mình, mà em thấy bản thân mình không hợp với anh. Một chàng trai rất là năng động, anh nghĩ rằng em dù sao cũng đã bỏ qua một cơ hội cho mình ha. Hai người đều năng động hết cả và anh ấy đã hứa tất cả những điều có thể làm vì em. Thật sự cái tờ này đó nó là vui nhưng cũng rất là chi tiết. Có thể nói con người rất là rõ ràng và đang có một cái khát vọng, một mục đích, một cái người chủ động hướng tới tương lai của mình. Dù sao thì cũng rất tiếc khi hai bạn không đồng ý hẹn hò. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương cho riêng mình. Thế thì hoạt bát hòa đồng. Như vậy em biết được nấu ăn, biết làm bánh, biết thu hồi nơi lá. Đôi khi là hơi lì một tí, cũng hơi ngông ngông một xíu. Giống như là mình bướng bỉnh. Dạ chẳng hạn như là hai đứa gái mà đi xe máy đi Đà Lạt đó chị. À là đi phượt đó đúng không? Dạ. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ, mình sẽ giới thiệu về bản thân mình ha. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc An, sinh năm 1992.
Em quê quán ở Tiền Giang và hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. An đang làm công việc gì tại thành phố Hồ Chí Minh ha? Em là giáo viên mầm non chị. Ở quận mấy An? Dạ em đi dạy ở Bình Thạnh anh. Rồi mời em trai. Dạ là đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh. Rồi chào con. Dạ em chào chị Nam Thư và dạ. Kính chào toàn thể quý khán giả. Em là Trịnh Hoàng Tuấn, năm nay 29 tuổi, đang làm quản lý cửa hàng vật tư thú y. Em đến từ Sóc Trăng. Nhưng mà làm việc ở đâu? Dạ làm việc tại nhà luôn ạ. Ở quyền nào? Dạ ký sách ạ. An, em nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. Điểm mạnh của em thì hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Và em biết được nấu ăn, biết làm bánh, biết thiêu thụ mai lá. Về điểm yếu của em thì đôi khi là hơi lì một tí. Cũng hơi ngông ngông một xíu, giống như là mình bướng bỉnh. Mà lì lì là sao? Ngông ngông là sao? Em rất là ham đi chơi. Thì đôi khi nhiều khi mẹ em không cho đi chơi xa. Nhưng mà cũng ráng năn nỉ làm sao là xin cho bằng được để đi. Không cho đi em hơi buồn buồn một xíu. Mà ham đi chơi là chơi xa là đi chơi đâu? Đi chơi làm sao? Dạ chẳng hạn như là hai đứa gái mà đi xe máy đi Đà Lạt đó chị. À là đi phượt đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương biết đi. Điểm mạnh của con là con thạo về bên tinh học để xử lý đồ họa. Nếu mà đi chơi chung thì con bao đẹp luôn, chụp hình bao đẹp. Với con biết nấu ăn nữa, không biết về nhà sau này không biết ai dành nấu ăn nữa. Mình có mấy mối tình rồi? Từng trải qua một mối tình cũng 6 năm trước rồi. Yêu mấy năm? Dạ được 3 tháng rồi. Ủa yêu gì nhanh dữ vậy? Con làm ở Sóc Trăng rồi, bạn đó làm ở Cần Thơ nên không có gặp thường xuyên được. Yêu xa. Sóc Trăng Cần Thơ sát bên có mấy chục cây số à. Còn bây giờ lên tới Sài Gòn yêu cô gái Tiền Giang này nó còn xa hơn nữa thì sao? Đó là con không có điều kiện, còn bây giờ con có thể là con thuê xe chạy luôn qua tới chỗ luôn gặp cũng được vậy. À tức là giờ ông chủ rồi, xưa dạ. Chưa ông chủ đúng không? Dạ đúng rồi đó. Giờ bán thuốc xong lấy xe chở thuốc đi qua thăm bạn gái luôn. Dạ bỏ hàng sẵn đi tiếng cũng không được. 6 năm rồi chưa có người yêu luôn. Dạ. Bạn đàn gái sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình cũng chóng vánh như vậy anh. Nó không tròn 1 năm là nó đã chia tay rồi. Bây giờ ví dụ đi ha, mình bấm nút hẹn hò, mình có chịu về Sóc Trăng làm cô giáo với Sóc Trăng không? Nghề của em thì đi đâu cũng được hết, quan trọng là ở nơi đó có người thương em. Anh bên kia nghe chưa? Dạ, rõ luôn rồi. Nếu mà được dạ, nói câu chị. Gì để bên nhà gái, bên An đồng ý không nè? Mình cứ hẹn gặp nhau trước đi, rồi mấy chuyện đó thì phải từ từ cảm nhận nữa. Sao nói chắc quớt gì trời. Không có lo cho gì tự nhiên chưa gì. Nếu mà được anh với em đến với nhau thì anh hứa sẽ đưa em về Sóc Trăng. Dạ. Rồi mở cửa một cái trường hay lớp đó, hoặc đưa em vô một trường nào nói với ba anh xin. Ví dụ vậy. Thử ơi nói lại bên kia dạ, nghe dạ. Coi sao. Em ơi nếu tụi mình tiến tới nhau được á thì khi bà Sóc Trăng đi anh sẽ lo cho em được kể cả công ăn chuyện làm. Có thể là làm trong trường cũng được, cũng có thể về nhà mình mở cơ sở tư nhân cũng được. Trời không thì em tiếp anh cũng được. Em không có biết chích gà, chích vịt đâu anh. Dạ không, em chỉ cần là chăm sóc mấy con chó đẹp đẹp là được rồi. Cạo lông, ổ lộn, tỉa lông như là móng. Là từ chăm sóc trẻ quay qua chăm sóc chó rồi. Dạ, mấy bé cũng dễ thương lắm chị. Ta đang cô giáo mầm non chuyển qua chăm sóc chó, cạo lông chó. Không, cái tỉa lông, tỉa lông. Tỉa lông chó hả? Dạ. Nhưng mà mình về mình làm bà chủ. Nó không khác. Tôi không thích, bây giờ tôi thích dạy con nít à, tôi thích chăm con nít à. Sao bé? Dạ em gõ đầu trẻ chắc dễ hơn gõ đầu chó anh. Không mấy bé nó dễ thương lắm em ơi. Em thận thử đi. Nói chung là một bên có tình yêu với chó, một bên có tình yêu với trẻ con. Đúng. Nói chung là chuyện ai nấy làm đi. Dạ chắc em đi dạy buổi sáng rồi buổi tối em chăm sóc chó cũng được. À cũng được à. Được. Khuya vô chăm sóc ảnh. À, đó hợp lý, hợp lý cũng mệt nha. Mệt hả? Bây giờ nè em thích tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là phải chững chạc, có cái sự nghiệp ổn định. Đây tao chững chạc rồi, có sự nghiệp ổn định rồi. Em cũng quan trọng cái nhìn đầu tiên, nếu mà có thiện cảm thì sẽ tiến xa hơn được. Rồi được rồi. Còn em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Tiêu chuẩn lý tưởng của em thì cao trên 1.5 m thôi, tính tình dịu dàng, có thể giao tiếp tốt. Mà thôi cô giáo quá tốt rồi. Ừ đúng rồi, cô giáo là được rồi. Vậy em thích đứng bán hàng, đứng quầy bán hàng không em? Thì cái đó thứ bảy chủ nhật em không đi dạy thì chắc làm được á anh. Em chấm rồi đó. Nghe giọng nói của bạn em có thể tưởng tượng ra An là một cô gái như thế nào? Ngoại hình nhỏ nhắn xinh. Khuôn mặt thì có đầy đặn đó.
bên đàn gái anh thấy rồi, mới có niềng răng, thành ra là nhìn chưa thấy rõ cái nụ cười nữa, mở cái niềng răng ra nụ cười nó sáng trưng, đại khái như vậy. Mình gặp Sóc Trăng trước đi ha. Dạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Xin chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư. Dạ. MC rất dễ thương. Xin chào quý vị khán giả trường quay. Xin chào quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Thì tôi là Hải Triều, cha của Trịnh Hoàng Tuấn. Thì thấy cũng được rồi, thì tùy theo cái cảm xúc của con thôi. Về có lo chỗ làm cho con dâu tôi làm. Dì sức đi thôi. Được ha, dạ, dì sức dạ, ha. Dạ, dạ, cảm ơn đàn trai. An hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với dì và bạn thân của em. Dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, dạ, chào quý vị khán giả. Em là bạn thân của An. Bạn bên đây thì rất là hoạt bát, hòa đồng, thấy tính hơi trẻ con xíu. Anh thì thích vui, thành ra là hay chơi với mấy đứa nhỏ chứ không thích chơi với mấy đứa lớn hơn. Bạn em thì mỗi ngày đều chơi với các bạn nhỏ rồi á, có lẽ như bạn em sẽ thích người chững chạc hơn xíu. Còn bây giờ hỏi mẹ chút đi. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Dạ, chào dạ, con. Cái nhìn đầu tiên thì đồng ý. Tính con nít thôi nhưng mà suy nghĩ người lớn rồi. Có chú đây nè, chú hứa gì với bà đàn gái đi nếu như mà hai đứa đến với nhau. Xin chào chị Xui đi. Trời ơi, vô luôn. Dạ, đại diện nhà trai thì nói xin là nếu mà nạn này là cô dâu đó thì đàn trai sẽ lo cho hết mình luôn để là làm sao cho đàn gái vui lòng. Dạ. Yeah. Bên đàn gái cũng cảm ơn. Dạ. Dạ, xin cảm ơn chị. Dễ trời thương ơi. Rồi. Thấy chưa? Tiền Giang Sóc Trăng nè. Đó. Rồi bây giờ mở rào coi hai đứa nói chuyện sao nha. Rồi. Mình mở tính tiếp. Cửa trái tim nè. Lần đầu tiên chào em, anh có một món quà này tặng em làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Em cũng có tự theo một bức tranh thì muốn gửi đến anh. Cái câu châm ngôn yêu thích nhất đó là tâm an vạn sự an. Thì khi mà mình bình an thì mình sẽ có thể là làm những điều to lớn hơn nữa. Cảm ơn em. Bạn làm ở cho công giáo mầm non hết lâu chưa? Em đi dạy được 4 năm rồi. Ồ, lâu rồi ha. Dạ. Không biết là lúc nãy bạn có ấn tượng gì không? Tự nhiên bạn không biết lúc nãy giờ mình đã gây ấn tượng gì chưa. Thì em thấy anh cũng vui vẻ, hòa đồng, mình có cái suy nghĩ chững chạc, mình có biết lo tính về sự nghiệp tương lai sau này. Thí dụ mà đi xem phim á thì em đã thích thể loại nào? Tùy là cái độ hấp dẫn của bộ phim, nhưng mà nếu mà xem tình cảm sức mướt quá thì em cũng sức mướt theo. Anh thích xem thể loại phim nào? Mấy loại bùm bùm chéo chéo cho nó vui vậy mà. Với anh thân lâu lâu rồi cũng hài đi cho nó vui, anh thích vui mà. Trời ơi, bạn gái mà hỏi vậy là phải trả lời anh thích coi phim ma, để vô phim ma kế bên. Á, em sợ quá. Không có đó, em không có sợ. Nhưng mà bạn gái sợ, trời ơi, thiệt, tôi đang chỉ chiêu cho ông đó thiệt, tôi khổ ông ghê. Cảm nhận lần đầu mà khi mà gặp mặt nhau thì anh có cảm nhận như thế nào? Có đúng như những gì anh tưởng tượng không? Đúng là tưởng tượng thì có nghe giọng thì đúng là đầy đặn và cũng có giọng nói cũng tốt. Thế không biết em có phải rồi, cô giáo trường mầm non phải giọng nói hay rồi mới được rồi. Cái này là hình mẫu chung thì mọi người đặt cho cô giáo mầm non thôi, nhưng mà cũng có cô cao, cô hấp ốm, hay là hát hay, hay là hát không hay. Điển hình như em chắc là phiên bản lỗi của cô giáo mầm non á anh. Em hay đi phượt lắm hả? Dạ, thì cái đó là giống như đam mê, mình thích đi khám phá, đi nhưng mà thích hơn mình đi bằng xe máy. Anh thì hồi đó cũng hay đi lắm mà giờ không có cái dịp đi nữa rồi. Dạ, thì nếu mà có cơ hội thì mình cũng thể mình tham gia một chuyến đi chơi nào đó để mình giống như thả đam mê khám phá của mình. Hình như em nhớ là anh biết về đồ họa IT đúng không ạ? Anh cũng chuyên về đó lắm. Đó là chuyên ngành của anh hay là thế nào? Đó nghề phụ thôi. Đang thành phố thì có thể là ngày cuối tuần đó thì em có thể là bắt xe lên không chừng, hẹn trước một bữa đi.
thích sở thích là nuôi chó. Như vậy thì có nuôi các thể loại nào khác ngoài động vật đó không anh? À, anh nhà anh thì không có nuôi, anh chăm sóc giùm người ta thôi. Ví dụ như là em nuôi hay các kiểu anh? Là dạ. Ngoài nuôi chó có nuôi người nào thêm không á, ý là vậy á? À không, nuôi người mới chăm sóc khác chứ đâu có giống được. À có nghĩa là cũng có nhưng mà các cách chăm sóc khác đúng không anh? Dạ. Dạ. Khoan, em có hiểu ý bên này hỏi không vậy? Hỏi có em gái mưa. Có em gái mưa, em gái mưa gì không vậy? À thôi em không em mưa đi. Có không? Ủa em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. À. Ủa em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. À. Chứ có em gái nuôi rồi vậy không? Dạ có. Dạ có. Có mấy đứa em gái nuôi? Có mấy mấy rồi nuôi làm sao? À kiểu như chơi chung vậy thôi à. Rảnh thì rủ tụi nó đi chung với Nguyên Băng đi. Ê chà. Rồi ví dụ bây giờ có bạn gái, đòi là An về, An nói An không thích em gái nuôi, em gái mưa, em gái mương thì sao? Thì chắc mình tăng cấp độ quan tâm lên so với bên kia. Nhưng mà bên kia vẫn quan tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái mức giới hạn, mức dừng lại của mình là như thế nào? Cái đó chắc anh phải trải nghiệm anh mới có phân biệt được. Tại giờ anh chưa có trải nghiệm nên khó nói quá. Nhưng mà em chăm sóc em gái, em nuôi em gái mưa ở quê em chăm sóc làm sao? Tức là chỉ rủ đi ăn này kia thôi hay dạ, sao? Dạ đúng rồi, chỉ rủ đi ăn thôi, 5-6 đứa lận. Anh dắt đi nguyên nhóm đó là 5-6 bạn là gái hết luôn đúng không? Ờ, à, trai gái có đủ hết, tại anh thích vui. Ý em gái mưa có nghĩa là mặc dù nói tiếng mang tiếng nghe bạn bè, em gái này kia, nhưng mà thực sự là tình cảm lại trên mức em gái, em thân, em ruột của mình. Cho nên là ý em hỏi là anh có như vậy hay không? Cái đó thì anh chưa có nè. Giờ thực chất á, cũng chưa biết gái mưa là gì luôn. Đúng rồi, chưa hiểu luôn đó. Em hiểu không? Ở dưới quê người ta chân chất lắm chứ không phải như Sài Gòn mà. Em gái mưa, em gái bão, em gái sông, em gái mưa, em gái mắng xối gì đó tùm lum hết trơn. Ở dưới quê là em gái, người yêu là người yêu. Đúng không Ma Tuấn? Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Trời ơi, nhà tôi ở kế bên cái sách tôi biết mà. Bây giờ thì chúng ta trò chuyện rất là lâu rồi. Chúng ta cảm nhận lại chút xíu nữa. Suy nghĩ cho nó kỹ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao Tuấn không bấm? Dạ em cảm xúc của em thì giống như là em gái của em thôi. Mình phải làm đúng theo cảm xúc của mình. Rất cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. Chắc là do đó còn trẻ mê trai không? Em quen bạn đó vì em mê trai. Cao hơn em, chân thành trong tình cảm mà. Em thích giống ai? Em thích giống thủ môn Đặng Nhân Lâm. Mời đàn trai. Rồi chào đàn trai. Mời đi em. Xin mời đàn gái. Em. Bây giờ hai bên đi có mặt rồi mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, trước hết là em chào anh Quyền Linh cùng cô Hồng Vân toàn sao thể. Sao lại anh Quyền Linh giả mà cô Hồng Vân là sao, lý do? Coi nó giới thiệu lại. Đó chào lại coi sao nè, không tôi đi về. Tôi đi về đó, tôi không mai mối gì đâu nha. Giận rồi đó. Dạ chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân. Ừ. Ừ, tôi tiếp này... tục làm mai. Ừ. Em tên là gì? Dạ em là Nguyễn Nhật Quang. Sinh năm 1987, quê quán là Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Giờ Quang đang làm ở đâu? Dạ mua bán tự do ở bên Tân Phú. À ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi mình giới thiệu về mình đi mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bạn kế bên và các khán giả đang xem chương trình hôm nay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay em 30 tuổi, em hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm tại bệnh viện phụ sản Mê Công về phòng kế hoạch tổng hợp, về mảng chăm sóc khách hàng ạ. Lan có thể cho đàn trai biết chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của mình được không Lan? Ưu điểm của em là dễ gần, thân thiện, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ mình có cái điểm xấu nào không? Em có tật xấu là em nói chuyện chảy nước. Nói chuyện điệu chảy nước đúng không? Em ơi khoan, anh nghe cái vụ này anh thấy kỳ nha. Thuyết phục khách hàng tới đó đẻ mà chảy nước. Thuyết phục xong mà ta đẻ luôn giữa chừng luôn rồi đó.
em thử coi cái lúc mà em thuyết phục người khách hàng á, em sẽ nói kiểu như thế nào mà ví dụ nói là anh chảy nước đẻ nè, anh đang có bầu nè. Chị ơi, bây giờ tôi muốn tới đó sanh đẻ đó thì tôi làm sao hả chị? Nói đi tư vấn thuyết phục nè. À, chị chờ em một chút nha, em sẽ tư vấn cho chị. Trời ơi, tôi mắc đẻ lắm rồi. Hả? Nhanh lên để tôi coi tới bệnh viện nào nè. Ủa chị thích tới bệnh viện chưa chị? Chị đang ở bệnh viện rồi ạ. Tôi đang ở nhà mà tôi đau rồi, 9 tháng 9 ngày rồi. Chết rồi, vậy mình phải gọi xe taxi đến nhanh nha chị. Tôi đẻ đó tôi được cái gì nè? Trời, chị đến đây sẽ được em chăm sóc tận tình nè. Nhưng mà tôi đẻ đó tôi được cái gì? Bệnh viện em có các bác sĩ chuyên nghiệp và các nữ sinh tận tình chăm sóc chị đó. Trong đó có em là nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mình nữa. Từ lúc mọi nơi, lúc mình nào chị cần ạ. Đẻ đâu mắc không? Chi phí nó không hính đến nổi đâu chị. Trong khả năng của mình em nghĩ vậy á. Rồi chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Bà chịu đẻ chưa bà nội? Sao rồi? Tôi đẻ luôn rồi. Trời ơi, nó thuyết phục vậy đó anh thấy được không? Dạ tốt ạ. Tốt hả? Bài bản anh. Còn mình là sao? Ưu khuyết điểm sao, giới thiệu cho đàn gái biết đi. Em thì rất là nhiều bạn. Trước đây em tốt nghiệp kiến trúc, làm thì chuyển về làm gia đình, về nghề vải. Rồi em chuyển qua bán quần áo, về thời trang. Bán quần áo trai hơn gái? Dạ, đồ nam. Rồi. Ủa làm đó. Sao là cái đó điểm mạnh là đi bán đồ hả? Dạ, hay điểm sao? Mạnh hiện tại là rất nghiệp. Là nhiều bạn. Em giao thiệp rộng đúng không? Dạ, đúng rồi. Có tật xấu gì không? Có tật xấu gì không kìa? Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá? Anh phải nói đây để em biết chứ. Sao thấy có vẻ châu chuốt quá vậy? Tại vì em cũng quen biết với lại mấy anh em thiết kế. Cho nên lúc nào là cũng đi ra đường với một tâm thế là lúc nào cũng gọn gàng châu chuốt. Bóng bẫy đó. Bóng hả? Có bóng không? Bóng bẫy. Ta phải để chữ bẫy vô. Nhưng mà cái mắt của Linh kỳ lắm. Mắt của Linh là bóng bẫy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời em là bạn nam thích em nhiều hay là bạn nữ thích em nhiều? Đến chương trình thì em cũng tìm bạn gái nên em cũng ít gặp bạn gái nhiều. Tức là cái khuyết điểm của em hiện tại đó là chưa dám, không có chủ động trong các mối quan hệ đối với bạn nữ, đúng không? Và tìm hiểu các bạn nữ. Mấy bạn nam thì mấy anh em có như nào thì đó là của người ta. Mình chỉ bạn bè thôi. Tức là cũng có con trai thích, cũng có con gái thích. Thì cũng có một vài người ngỏ lời lên nữa. Có ngỏ lời không? Ai ngỏ lời hả? Dạ có chứ. Ngỏ lời sao? Thì ví dụ như em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À, thấy chưa, thích con gái lo cái chỗ đó nhất á. Vậy mà cuộc sống nó hấp dẫn vậy. Nói nghe nè, em tưởng tượng về cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào? Ngoan hiền, trắng, cao, dễ thương, trẻ, khỏe mạnh, nhanh nhạy, lên lẹ thì trong đó cũng đã có sức khỏe rồi. Là bây giờ em đã sẵn sàng lấy vợ chưa? 34 tuổi rồi đó. Dạ, đã sẵn sàng để lập gia đình rồi chị. Nếu như ví dụ gặp cái người bạn mà ưng ý mình cái là bao lâu thì em lập gia đình? 6 tháng. 6 tháng. Trời, ta nhanh luôn. Dạ, kể đó. Nhưng mà trước khi anh qua gặp đàn gái, em phải cho đàn gái biết là em đã trải qua cái đường tình duyên như thế nào, mấy mối tình? Dạ, cũng vài mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Cũng vài năm. Tại sao chia tay? Dạ, tại vì cô ấy qua nước ngoài. Còn mình thì mới cũng trắc trở nên là nhiều cái không hiểu nhau. Rồi, sao mà cách lòng rồi đúng không? Chào em gái. Chào anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Rồi. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. 8 năm rồi. Dạ. Lý do? Dạ, chắc do đó còn trẻ mê trai anh. Em quen bạn đó vì em mê trai. Mê trai em mới quen bạn đó. Nhưng mà đừng hỏi lý do tại sao em chia tay bạn dạ, đó. Dạ, vì bạn em không có ý chí hả? Còn một người ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Chứ không phải em mê trai, em yêu bạn 8 năm sao em thấy con trai kia đẹp hơn em bỏ bạn đó. Dạ, không có. Thấy chưa, nãy hiểu lầm, nói dễ hiểu lầm lắm á. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ, cao hơn em, chân thành trong tình cảm à. Em thích giống ai nè? Em thích giống thủ môn Đặng Nhân Lâm. Đây cũng giống rồi nha. Con nét giống Đặng Văn Lâm á. Cái bạn nam bệnh á. Được á. Bây giờ á, em ghét điều gì ở đàn ông nè? Dạ, em ghét con trai mà hay nhậu nhiều. Nhậu nhiều có không? Lâu lâu cũng có nhưng mà không có nhậu. Dạ. Rồi ghét gì nữa? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng, ta đó có mối tình có mấy năm mà. Dạ. Tại vì người ta đi nước ngoài ta mới chia tay thôi. Dạ, anh có keo kiệt không anh? Keo kiệt có không? Keo kiệt á hả? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Chút không sao anh. Là sao? Keo kiệt sao, cỡ keo kiệt nhất của em là sao đâu cưng? Phụ nữ giống như đôi khi muốn mua gì đó
mà cái em thấy cái đó ở nhà nó cũng có thì thôi ở nhà dùng tạm đi để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ phí. Dạ em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi mà có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu thì anh muốn mua thêm để chơi gì đó mà được không? Dạ nhưng mà cái đó tốt hơn những cái khác thì sao? Xài thử đi. Mấy cái kia cũng tốt. Mua nhiều mua cây thôi, mua cây xài thử. Không, anh muốn mua 5 cây à, muốn mua 5 cây xài luôn à. Được không? Chắc được chứ. Chắc được nha. Suy nghĩ. Thôi nói chung là cậu ấy con chút gọi là keo keo, nhưng mà tính toán cho gia đình thôi. Dạ. Thấy không? Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp và chị họ của em ạ. Rồi, xin mời đại diện đàn gái cho tôi xin ý kiến coi. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và chào hai em. Em là chị đồng nghiệp của bé Lan. Thì Lan ơi, chị thấy bên đàn trai rất là dễ thương, hai người rất là xứng đôi. Tiêu chuẩn của em á với bé Lan là chị thấy đáp ứng hết luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Rồi Quang đi với ai? Dạ có bố mẹ và em trai em dâu. À có bố mẹ rồi, xin chào cô chú. Chào hai bác, chào anh ạ. Xin chào MC Hồng Vân và Quyền Linh. Và xin chào khán giả màn hình nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Nhật Quang á. Thì nói chung là bên này nhận xét về cô dâu đây là cô con gái đây là rất là dễ thương. Đến đây thì giống như là mình đã có một cái cơ hội, thì cô nghĩ rằng là con và bạn bên này là cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cô nghĩ rằng là con nên về đợi cô nha. Đợi cô á, về mặt mà tình cảm thì con cứ yên tâm đi, về đợi cô là phụ nữ, cô sẽ ủng hộ con hết mình đó khi mà có chuyện gì. Dạ cảm ơn cô. Tuyệt vời quá. Dễ thương quá. Rồi cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào coi hai đội cảm nhận gì nhau thế nào. Mở rào. Vấn đề là của Quang đấy. Dạ hồi hộp quá anh. Thoải mái lên nào Quang, thoải mái lên. Dạ. Bắt đầu đi Quang. Chào bạn. Dạ chào anh. Có gửi những bạn. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em luôn lúc nào cũng tươi như hoa. Dạ. Em có món quà muốn tặng anh. Em tặng anh cuốn sách đó, đừng bao giờ đi ăn một mình á, khi nào anh muốn đi ăn hay gọi em đi ăn chung ha. Nhất định rồi. Dạ. Và có một bài thơ muốn tặng anh nữa. Dạ. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, ông tơ bà mối đưa đò xe duyên, em thì lận đận chân chuyên, vì người chưa đến vì duyên chưa màng. Không cần anh đẹp cao sang, chỉ cần anh tốt sẵn sàng thương em. Thương em lòng phải cho tròn, đừng yêu đừng đến khi còn vắng hương. Đôi dòng bày tỏ yêu thương, mong rằng anh sẽ chung đường với em. Cảm ơn Lan. Đáp lại liên quan. Anh Quang hát đi anh Quang. Anh muốn hát bài gì để tặng em ạ? Bài chân tình ha. Dạ, bài đó em thích đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Rồi hay quá. Rất hay ạ. Được rồi đó, về vị trí ngồi đi các bạn. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Cô gái đáng yêu anh ạ. Em có theo cái tiêu chuẩn của anh đang tìm không ạ? Có. Dạ. Lan thấy mình như nào? Dạ em cảm nhận anh là nhìn anh rất là đáng yêu và dễ thương, đẹp trai hơn em nghĩ. Dạ và anh cũng yêu tính nữa. Cảm ơn Lan. Dạ. Còn em nghĩ về Lan thế nào nói cho cô biết đi. Lan có thích du lịch không ta? Dạ có, em thích đi du lịch lắm anh. Dạ, hay đi làm từ thiện nữa. Tốt quá ha. Lan có thể cho mình một tuần được bao nhiêu ngày để mà có thể là mình cùng hẹn nhau ăn uống? Dạ một tuần thì em đi làm từ thứ 2 thứ 7 à. Em thì cũng rảnh vào buổi tối thì em có thể sắp xếp đến 2-3 ngày để gặp anh. Dạ. Còn anh như thế nào ạ? Mình thì rất sẵn sàng, rất là vui. Dạ. Lan có thích chơi với lại các cháu hoặc là có hay nói chuyện với bà hoặc các gì hay không? Dạ có, em thích con nít lắm, em hay nói chuyện với dì, cũng hay đi chơi với dì, với các cháu ở nhà, hay dạy cháu dạy học. Dạ cháu. Tại vì nhà mình thì các dì rất là đông, dạ. Tới 9 người, phía ngoại, phía nội chắc 7-8 người nữa. Dạ. Nên là nếu mà đám tiệc hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ sẽ giao lưu rất là nhiều. Dạ. Và mình cũng thích phụ nữ có cái chủ động trong cái vấn đề đó. Dạ.
để mà kết nối gia đình nhiều hơn, kể cả các cháu. Em thích con nít lắm. Con nít. Thì em làm trong môi trường bệnh viện á, gặp các bà bầu với em bé thì nhiều nên nhìn mấy bé đó đáng yêu, thích. Hai người nói chuyện cũng cưng lắm á. Giờ này nè, em hãy nói những cái suy nghĩ tận trái tim của mình về cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Giờ tôi đề nghị hai bạn đứng lên nắm tay nhau, bạn nắm tay nhau để cảm nhận cái điện nó có đồng điện không. Đó, nắm tay đi. Nắm hai tay. Nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Sự anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình con gái. Và mình rất là thích. Em cảm ơn. Em cảm ơn là chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Lan cảm nhận Quang thế nào? Em cảm nhận anh là một người mà giống như em đang cần tìm vậy. Không run tay. Hồi hộp quá anh. Lâu rồi mới nắm tay trai hồi hộp. Rồi, về chỗ ngồi đi Quang. Dạ. Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem những gì đã động lại trong trái tim mình. Và kiểm tra thật sự xem đây có phải một nửa mảnh ghép tương lai của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn nữa, trước mắt của ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình các bạn nhé. Bấm nút thật, yêu thương thật, suy nghĩ thật và có trách nhiệm thật với những gì mình đã nói. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Quang là người bấm liên tục đó các bạn. Bấm tay nhau đi Quang với Lan. Em cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân cùng với Lan. Bây giờ nè, trước mặt bố mẹ của Quang nè, Lan muốn nói điều gì đi. Dạ, em chào hai bác, chào anh chị ạ. Hôm nay là tụi con chính thức là hẹn hò, mong hai bé chấp nhận cho tình yêu của hai đứa con hả? Đó, bắt tay gái gật đầu đó. Mình nắm tay, nắm tay, nắm tay. Dạ, nắm tay. Ủa, không phải bắt tay? Dạ, nắm tay. Nắm xen tay, xen tay. Rồi. Ôi, da mềm ha. Hôn nụ hôn đầu tiên. Hôn má. Dạ, hôn má luôn hả? Ừ. Dạ, được. Dán cái tóc ra. Em cho anh hôn, cùng hôn nha. Ngọt cái lỗ tai của người ta, cái má ngoài. Dạ, cái má ngoài chỗ nào anh? Thì cái má chứ không phải trong lỗ tai. Chỗ cái má. Anh nhắm mắt lại. Trời. Anh sẽ nguyện suốt đời yêu em. Chào em. Dạ, chào chị Kim Long Thư. Rồi, thay đổi bên nữ giới thiệu trước luôn nha. Mời bạn nữ. Mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, xin chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Tường Vi, năm nay 25 tuổi, làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Dạ, công việc hiện tại của em làm kế toán vậy. Xin mời bên đàn trai nè. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Nam Thư cùng bạn nữ kế bên. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Đức Đức. Em sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Năm nay em 31 tuổi. Em đang công tác và làm việc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên vận tải và triển lãm anh. Kho kiểm hàng, xuất hàng, nhập hàng. Kiểm dạ. Kho này kia đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi, thủ kho với thủ dạ. Quỹ là quan trọng lắm ha. Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Đức. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình và biết phụ việc nhà. Dạ. Cái này là người đàn ông gia đình nè. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì em hơi bề bộn một tí. Mời đàn gái. Em ưu điểm là hoạt bát, dễ gần, biết nấu ăn dọn dẹp. Còn khuyết điểm là em chạy xe rất ổn. Mọi người mà ngồi sau xe của em là đều kêu là Vi Vi chạy từ từ thôi, đừng chạy nhanh quá. Cái này phải khắc phục liền nha em. Dạ. Rất là nguy hiểm á.
tính em nhiều khi nó cũng hơi tưng tưng á, chắc là không ai để ý đến em luôn. Rồi biết nhậu không? Dạ cũng sơ sơ chút chút. Trời ơi, nhậu mà chạy xe ẩu nó chắc chết quá. Để em chở đi. Đó, để em chở chưa? Đi. Có một lần em đi đi cà phê, hôm đó là ngày 20 tháng 10, cái mấy chị bạn rủ nhau đi cà phê. Em vô quán, em ngồi em uống nước bình thường. Quán người ta tổ chức chương trình là cuộc thi uống bia. Em ngồi em cũng lơ ngơ cái lúc người ta hỏi giơ tay ai lên tham gia chương trình em không biết, cái nhỏ bạn ngồi bên đó gì tự nó giơ tay em lên vậy luôn. Đứng ra xếp hàng, người ta phát cho mỗi đứa một chai bia, năm cô nữ. Bắt đầu thi, đếm 1 2 3, em cầm hút em hút một hơi một hết nguyên chai. Hôm đó là em thắng giải nhất. Dạ. Kêu trời xấu hổ quá, kiểu vậy là không ai thèm để ý đến mình nữa luôn rồi. Mất hình tượng quá. Trời ơi, là từng thắng giải nhất trong một cuộc thi uống bia nha. Quá dữ. Quá dữ. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Trước giờ em quen 2 mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em thì em bị cắm sừng. Em bị cắm sừng. Em quen cũng được hơn 1 năm rồi. Vô tình em đi em bắt gặp ngoài đường á. Em im lặng em đi về luôn. Xong từ lúc đó giờ là chia tay luôn. Ê, còn mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì do tuổi tác anh. Bên nhà gái thì hơn em mấy tuổi. Còn nhiều quá, coi như em tên Đức. Dạ. Đúng như số phận. Mà cái số em đen lắm anh. Cái lúc mà em lên đây á, thì em đi qua cái phòng tập gym. Thì em nhìn vào em thấy nhiều bạn nữ lắm. Tầm mười mấy người á. Cái em về em kêu em của em đi tập. Ở bên này có nhiều nữ xinh lắm. Hai anh em mình qua bên này đăng ký đi, tập đi, có khi lại kiếm được cô. Em vừa đăng ký đâu được 3 ngày á, mười mấy cô nghỉ hết luôn. Thôi cái số em nó vậy rồi. Ráng bữa nay. Dạ. Mình coi có duyên mới không nha. Dạ. Sao em nói tí xíu về tình trường của mình nè Vi. Từ nhỏ tới lớn giờ chưa yêu ai. Chắc có lẽ người ta thấy em giống bạn hơn là giống người để yêu á chị. Nhưng mà em có thích ai không? Không, cũng không thích ai luôn. Chứ vậy em cũng không có cảm tình, cảm giác gì với ai luôn hả? Hình như là coi phim ngôn tình với lại Hàn Quốc nhiều quá nên là chỉ thích mấy anh đột ba thôi. Trời đất ơi. Nhưng ví dụ mình ra đường mà thấy trai đẹp rồi có thích không? À cũng có một lần đó chị. Hôm đó đi cũng đi cà phê về xong rồi đang đi trên đường. Thấy một anh Tây chở con bé Tây nhỏ. Em chạy theo em thấy thằng con nít ở ẩn sau dễ thương quá. Chạy theo bám đuôi. Trong khi đó là mình đang đeo khẩu trang kính mặt dày. Đến một con hẻm. Cái em thấy ảnh. Where you from? Where do you live? Cái ảnh quay lại anh nói là mình biết nói tiếng Việt Nam. Rồi. Xong rồi cái chị ngồi sau xe nói em là con này mày nhục quá rồi, mày đi về đi, mày lái xe thiệt nhanh đi chứ không mày đừng để người ta thấy, người ta tưởng mày bám đuôi người ta. Em là theo thằng con nít chứ không phải là theo anh Tây. Tức là em thấy thằng cu làm sao hay là em bám theo thằng cu làm sao hay thằng cu làm trước? Cu đằng sau chứ anh. Vậy là anh thấy cảm giác của em nó có hơi bất thường. Bây giờ hỏi thật nè, em thấy con gái em có thích không? Dạ, không. Con trai cũng không thích mà con gái cũng không thích nữa. Không phải, con trai có thích nhưng mà chắc là chưa tìm được đối tượng. Đâu thích đâu. Tôi tức quá trời tức luôn cái cô này xong. Chào em, trời dạ. Xinh dễ thương vậy á. Em không có cảm giác gì trơn hả? Em thường chú tâm vào việc khác hơn là chuyện tình yêu á. Em giờ có chứng kiến một cảnh nào mà hai bạn trẻ hôn nhau chưa? Thấy nhiều rồi chứ anh. Trong người em nó có xấu sang, nó có khó chịu có gì không? Không. Mà trước giờ chưa yêu thì có nắm tay ai chưa? Dạ chưa. Chưa hôn ai luôn chắc luôn đúng không? Phải có nhiều bạn chứ mà không yêu ai luôn. Có nhiều bạn. Mà có ai theo đuổi em không? Không. 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 Em nghĩ chắc xấu quá không ai để ý. Không có xấu. Không, em không có xấu bé. Em dễ thương nè, nhìn hấp dẫn nè. Điện nước đầy đủ nè. Thôi cái này để hồi em có thể thử cảm giác của cô ấy thế nào nha. Bây giờ em muốn tìm một cái người chàng trai thế nào trong đầu của em, trong giấc mơ của em. Em thì ít điều kiện lắm. Em chỉ cần là cao trên 1m7, là từ 70 đến 85kg đổ lại. Tính tình thì hiền lành, thông minh và nói chuyện dễ nghe. Có xin muốn chọn biết nhậu không? Về nhậu chung. Không, em không thích nhậu. Nếu mà bên kia mà nhậu á thì em đấu cho thắng để cho khỏi nhậu. Anh không biết nhậu. Rồi. Bên đó là có ý kiến vậy rồi á. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên đàn gái? 98% rồi. Sao ông tự tin quá vậy? Ừ, để chị coi thử 98%. Dạ em chào chị Nam Thư. Chào cưng. Chùm bắt tay chị cả. Dạ. Chào em. Dạ. Trời ơi, mặc đồ ướt, đồ lịch sự dạ. Quá. Rồi bây giờ muốn tìm mở bạn gái như thế nào?
Mẫu bạn gái của em thì ngoại hình thì ưa nhìn một tí, biết chăm lo cho gia đình, biết nhậu. Dạ nhậu cũng được, chạy xe. Thì nếu mà bạn ấy nhậu thì em sẽ chở. Tại vì em nhậu thì em ít khi em nhậu lắm. Tại vì chỉ có thí dụ như là đi đám tiệc thì em mới uống 1-2 ly thôi. Còn mà thí dụ như mà kêu em đi nhậu thì hiếm khi đi á. Mà đi là phải chở em về. Có khả năng là tính tới mua nhà mua cửa gì chưa? Dạ cũng có chứ anh. Em cũng tính là nếu mà lấy vợ thì em sẽ mua một cái miếng đất nhỏ nhỏ rồi cách cái nhà. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Em họ, rồi cho gặp em họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào tất cả mọi người ạ. Chào em. Em là anh Dương, em là em họ của anh Đức ạ. Chị bên này rất là dễ thương và chị một người rất là cá tính ạ. Nói chung là em thấy hợp với anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Tường Vy, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em trai của em. Dạ chào Nam Thư, chào anh Quyền Linh và chào mọi người. Vy thì từ nhỏ đến giờ phải nói là được ba mẹ cưng chiều sướng hơn. Theo mình nhìn bạn Nam này thì có lẽ là bạn tự lập từ nhỏ có cái phần vất vả hơn. Cái cách bạn sống có thể là nó không hợp với Vy. Theo dì thấy như vậy thôi. Còn hai bạn khi mà gặp nhau cái nhìn đầu tiên nó như thế nào đó thì hai bạn quyết định. Dạ. Rồi cảm ơn dì. Đó là ý kiến của người thân. Dạ. Còn hai bạn quan trọng là gặp nhau cảm nhận thế nào thôi nhá. Dạ. Mở rào. Chào em. Dạ. Xin tặng em. Em chào anh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh là một người khá là chín chắn và có cái gì đó trưởng thành và không có năng động hoạt bát như là em. Không biết ý anh ấy về em thì như thế nào? Anh thấy em dễ thương, xinh gái, vui vẻ. Có dễ nhìn không? Có. Sao em thấy em xấu quá à? Anh còn nhớ về người cũ không? Không. Không. Tại vì cũng hơn 2 năm rồi. Mình có hẹn hò á. Thì em cho anh một cái thời gian địa chỉ rõ ràng. Rồi xong rồi anh sẽ thu xếp. Một tuần gặp nhau mấy lần? Thì cũng tùy. Dạ. Ví dụ như là tuần này em được nghỉ một ngày hai ngày thì anh sẽ dành những cái thời gian đó cho em. Thì cũng được. Nói đi, nó nhìn bạn gái nó đi. Dạ. Em hơi run tại vì bạn ấy dễ thương. À, và nếu như mà chúng ta tiến tới hôn nhân thì anh sẽ làm gì cho em hạnh phúc, nói đi. Thì anh sẽ làm tất cả vì em. Trời ơi, một cái câu nói hết sức quen thuộc, một câu nói hết sức là học thuộc lòng luôn. Ừ, thiệt á. Chung chung vậy đó. Đúng rồi, anh Linh. Hồi nãy cô gái nói là cô không cảm xúc với nam, đúng không? Gặp ai cũng không thích không cảm xúc với nữ. Bây giờ mình cho nắm tay mình kiểm tra cảm xúc nè. Mình nắm tay nhau mình kiểm tra cảm xúc nè Vy. Thử em nhìn có cảm thấy gì sao nhau, không? Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đấy, hai đứa nhìn 30 giây để xem cảm nhận thế nào về cái người đối diện. Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Nó có đó, rung động gì chút xíu gì không? Đúng rồi. Hãy nhìn nhau cười thật tươi, thoải mái lên. Em rung anh đúng không? Rồi buông ra, được rồi, được rồi, được rồi. Sao Vy, em thấy sao Vy? Em cảm thấy ảnh là một người rất là tình cảm. Ờ. Dạ. Con mắt ướt. Mắt ướt. Dạ. Hồi nãy giờ em quên em có món quà em muốn tặng cho bạn gái. Em nhắm mắt lại. Trời. Anh xin nguyện suốt đời yêu em. Để tay mình nút bấm đi. Em bé. Vy và Đức chúng có 3 tiếng đếm. Suy nghĩ và quyết định. Tỏ tình với nhau cũng có rồi. Đây là giây phút quan trọng. Chuẩn bị nha. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng em. Rồi, hai bạn nắm tay nhau đi nè. Như vậy là có cảm xúc rồi đúng không? Nói chung là em nhìn thấy sự chân thật ở trong ảnh. Đúng rồi. Vậy thì hôm nay em nói với lại bên đàn gái đi. Anh xin phép gì là cho con được hẹn hò với Vy
Dạ, và son thơm gái để chứng minh ạ. Dạ.